chương 81 81 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dực khôn cung Bốn cái tôn tử tôn nữ đều tại, thư hoàng quý phi riêng là nhìn xem đều cảm thấy cao hứng. Bọn hắn kỳ thật nguyên cũng nên cùng thái tử cùng thái tử phi cùng nhau đi hướng hoàng hậu vấn an, nhưng năm nay thật sự là lạnh, hoàng hậu liền sớm mấy ngày hạ chỉ, nhưng các phủ bảy tuổi trở xuống hài tử đều không cần đi, tất cả mọi người nhẹ nhõm một chút, thế là đầy dực không cung người đều đang ngó chừng bốn đứa bé nhìn, bọn hắn trong phòng chơi đùa nhốn nháo cũng không có cảm giác gì, hoàn toàn không biết cái này một phòng đại nhân đều sắp bị bọn hắn đáng yêu chết rồi. Theo cư cung tần không thể thiếu nịnh nọt thư hoàng quý phi. Nương nương thật sự là có phúc lớn, nhiều như vậy hài tử hầu hạ dưới gối. Thư hoàng quý phi nghe nói chỉ là cười cười, không tốt trở lại đến nói với các nàng các ngươi ngày sau cũng sẽ có. Hoàng thượng đến cùng là lớn tuổi, gần đây gặp hậu cung thấy cũng không nhiều lúc trước đều không thể có hài tử cung tần ngày sau cũng treo còn nữa coi như hoàng thượng còn cần người phụng dưỡng cũng luôn có càng tuổi trẻ càng xinh đẹp cô nương tùy theo hắn chọn mấy cái này tiến cung mấy năm cũng còn không có sủng lại đâu còn có người có thể nghĩ đến bắt đầu đâu trong cung chính là như vậy người tạ đến so hoa còn nhanh hơn nói bị lãng quên liền có thể lập tức bị quên sạch sẽ mối tình thắm thiết cái gì, là không tồn tại. Thư Hoàng Quý Phi phối hợp nghĩ như vậy, suy nghĩ bỗng nhiên trệ một chút. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng không tự chủ được ngóng nhìn hướng Nguyệt Hằng. Mối tình thắm thiết có lẽ cũng là tồn tại, chí ít cho tới bây giờ, đứa nhỏ này mẫu Phi đều còn tại trong đông cung đầu như mặt trời ban trưa. Thư Hoàng Quý Phi nghĩ đến cái này, tâm tình có chút phức tạp. Nàng cũng không thích triệu thị, chỉ từ tính tình tới nói triệu thị liền chân thực để cho người ta không thích nhưng làm thái tử dưỡng mẫu nàng vừa hy vọng thái tử có thể cùng thái tử phi thật tốt quá xuống dưới mặc dù chỉ cần chính trị thanh minh triều thần cũng sẽ không quá nhìn chằm chằm nữ quyến sự tình không thả nhưng so với đến đến cùng vẫn là vợ chồng hòa thuận tới ổn thỏa nhất nhưng ở suy nghĩ kỹ một chút thư hoàng quý phi lại cảm thấy thôi con cháu tự có con cháu phúc nàng nghĩ đến lại nhiều thì có ích lợi gì tổng không có cách nào bất thẩm tích thích triệu thị. Đến buổi trưa, đám người cùng nhau dùng bữa. Mấy đứa bé mặc dù không có chơi chán, nhưng nghe nói muốn ăn cơm cũng đều ngoan ngoãn ngồi đi bên cạnh bàn. Thư Hoàng Quý Phi để bọn hắn phân ngồi ở chính mình hai bên, lần lượt cho bọn hắn gấp thức ăn, kết quả thẩm tế cùng Nhu Lăng vẫn còn tốt, Hoa Nghi cùng Nguyệt Hằng đều trái lại cũng cho nàng kẹp. Thư Hoàng Quý Phi sửng sốt một chút, nhìn các nàng một hồi, hỏi nói, các ngươi mẫu phi dạy các ngươi hai tiểu cô nương mặt đối mặt lo nghĩ sau đó lớn tuổi một chút hoan nghi nói ta cùng phụ vương mẫu phi còn có sở mẫu phi cùng nhau dùng bữa thời điểm đều tương hổ gấp thức ăn nha a à, dạng này a à. thư hoàng quý phi nở nụ cười lại cho bốn đứa bé cắt thêm một cái chân gà thẩm tế cùng nhu lăng nghe được tò mò nửa ngày mới cắm đầu tiếp tục ăn cơm thư hoàng quý phi lại nói với nhu lăng buổi tối a tế muốn đi tham gia trước mặt yến hội ngươi cùng bọn muội muội lưu tại nải nãy chỗ này dẫn các nàng thả pháo hoa tốt Nhu lăng gật gật đầu đáp ứng đến nhưng không nói nhiều thư hoàng quý phi trong lòng than nhẹ hài tử đến cùng tốt hơn theo mẫu thân triệu thị lúc ấy không cho nhu lăng lên khuê danh là nàng vì nhu lăng lên cái tên này nàng là nghĩ hy vọng hài tử nên lúc ôm nhu ôm nhu nên lăng lệ thời điểm cũng muốn lăng lệ chút không muốn luôn luôn nhu nhu nhược nhược hiện nay xem ra nhu lăng nhưng vẫn là ba nữ hài tử bên trong tính tình nhất nhu một cái ai chỉ là nhu cũng không có gì nàng liền sợ hài tử từ nhu biến buồn bực sau đó cùng thái tử phi đồng dạng đã chính mình trôi qua không cao hứng cũng làm cho người bên ngoài không được tự nhiên đông cung bên trong mọi người tại lần lượt gom lại buổi tối thiết yến phòng khách nhỏ lúc rời đi tịch còn có một hồi các nàng trước hết đi bên cạnh trong sảnh tiểu tọa, uống chút trà trò chuyện, làm hao mòn quãng thời gian này. Thái tử tại trong vườn chờ đợi hai năm, theo đi chỉ có ba cái có hài tử người, trong đó thái tử phi lại không tại, ánh mắt của mọi người liền tất cả đều tại sở di cùng vân thi trên thân quét không ngừng. Vân Thi thấp mắt uống trà làm như không nhìn thấy, sở di có mang thai cũng không quá nghĩ gây chuyện, liền đồng dạng ngoan ngoãn ngồi. Cũng không lâu lắm, một cái tuổi trẻ hoạn quan bưng khay vào phòng đến một mực đi đến sở di trước mặt nhanh nhẹn quỳ xuống đất nương tử thái tử điện hạ phân phó ngài uống chén trà gừng ủ ấm thân sở di câm một chút tiếp lấy nhìn ra cái này hoạn quan tựa như là vừa điều đến thẩm tích trước mặt hiện nay rất khẩn trương nàng thế là mau đem cái kia bạch ngọc chén nhỏ bưng lên lại với hắn nói mau dậy đi sau đó nàng liền sẵn khoái đem trà gừng cho uống bác đặt hồi thay bên trong tiểu hoạn quan liền dứt khoát cáo lui hoàng bảo lâm dương âm mà cười hai năm không thấy lương đệ nương tử vẫn là phong quan như trước a à. từ lục ý cắt đến nơi này mới mấy bước đường điện hạ đều sợ nương tử đông lạnh không giống chúng ta không người thương không nhân ái sở di trở về cười lạnh một tiếng hai năm không thấy hoàng bảo lâm cái miệng này cũng như trước a à. đây là quên lúc trước bị ta đổi đến tái mặt thời điểm rồi qua trong giây lát hoàng bảo lâm liền lại biến thành xanh bảo lâm quanh mình đám người quay đầu bài trừ gạt bỏ cười sở di có nhiều hứng thú nhìn qua nàng rất muốn thành khẩn hỏi một chút ngài thế nào lại chọc ta đâu ngài là đầu một ngày nhận biết ta sao hoàng bảo lâm chính lấy hết dũng khí muốn đỉnh một câu vừa mới cái kia tiểu hoạn quan lại bưng khay tiến đến nương tử ngài đến phục thuốc dưỡng thai canh giờ sở di ngươi không thấy ta chỗ này đang bận dùng miệng da sao mà lại nàng có chút không uống được nữa mới chén kia trà gừng mặc dù không có nhiều nhưng là chất lỏng đến trong bụng bản thân cũng rất dễ dàng no bụng a hiện tại lại vừa nhìn thấy thuốc dưỡng thai nàng đã cảm thấy trướng đến không được nàng thế là hít sâu lấy khí trù trừ một chút vẫn là bất đắc dĩ đem thuốc cho uống hoàng bảo lâm thừa dịp nàng uống thuốc quay người có thể tính làm rõ suy nghĩ tại nàng buông xuống chén thuốc lúc dễ dàng cười một tiếng lương đệ nương tử ngược lại là tính tình càng thêm sông chút thần thiếp mới cũng không nói cái gì đúng hay không a à, kia là sở di thản nhiên gật gật đầu có thế ta tính tình liền là như thế xong ngươi muốn làm sao hoàng bảo lâm từ đó về sau gần hai khắc đều không ai dám tại sở di trước mặt nói lung tung sắp đến khai tiệc trước cái kia tiểu hoạn quan lần thứ ba vào phòng vẫn như cũ là bưng một con bát nương tử ngài tổ yến sở di nhất thời răng hàm cắn chặt trên mặt cưỡng ép mỉm cười ngươi trở về điện hạ một tiếng nói cho hắn biết không cần khẩn trương như vậy ta uống ít dừng lại không có quan hệ tiểu hoạn quan lại tận hết chức vụ bẩm nói điện hạ là buổi sáng trước khi đi phân phó hạ nô không có cách nào hiện tại trở về lời nói nương tử ngài ta không uống được nữa còn chưa ăn cơm đây sở di xù lông một chút dẫn tới tất cả mọi người hướng nàng nhìn bên này nàng lại cố gắng bình lắng lại ngươi bưng xuống đi thôi buổi tối ta cùng điện hạ giải thích không trách ngươi tiểu hoạn quan lúc này mới dám cáo lui cả phòng nữ quyến đều nhìn sở di từng cái trên mặt đều viết quả nhiên tính tình so trước kia càng xong cũng dám công khai cùng điện hạ lưu lại phục vụ người nổi giận về sau một bữa cơm dùng đến coi như hòa hợp hoặc là nói là bởi vì đám người đều có tâm sự, cho nên dùng đến khá là trầm mặc. Năm ngoái tiếng cung sử thị cùng đào thị đều là lần đầu tham gia dạng này yến, sử thị đê mi thuận nhãn ăn trước mắt mấy món ăn, trong lòng lại tại than thở sở lương đệ mệnh thật là tốt. Nàng lúc này mới thật gọi sủng phi đi. Không rõ chi tiết, thái tử đều là thật sự rõ ràng nhớ kỹ nàng nghĩ đến nàng, cái này cùng phổ thông sủng là không đồng dạng đại đa số tiếng cung nữ nhân coi như được sủng cũng làm không được cái này phần bên trên. Sử thị bên người, đào thị dương mắt nhìn sở di đến mấy lần. Mỗi một lần đều đang nghĩ, thứ gì? Cứ như vậy cái tính nết, không nhất định là dùng như thế nào quyến rũ thủ đoạn chiếm được thái tử niềm vui đâu, nếu không thái tử có thế thích nàng. Đào thị trong lòng oán, bất tri bất giác liền lại nghĩ tới một năm trước sự tình. Cái kia hồi nàng thật đúng là thời gian thật dài đều cảm thấy mặt không có chỗ đặt, vừa được sắc phong không lâu người liền gọi thái tử lấy sinh bệnh làm lý do từ vườn đưa về đông cung, đông cung cái này từng đôi mắt đều không phải mù lòa, chơi cười nàng một thời gian thật dài. Đây hết thảy đều bái sở thị ban tặng. Ăn cơm xong không lâu, bên ngoài huyên náo bắt đầu, trong cung đầu bắt đầu thả pháo hoa. Pháo hoa là tại Thái Hòa điện trước thả, ở trên trời luồn lên mấy trượng các cung đều có thể nhìn thấy cho nên các nơi cung yến giải tán lúc sau tất cả mọi người muốn cùng nhau nhìn pháo hoa năm nay đông cung cung yến cũng không có tan rã trong không vui một đám nữ quyến liền ăn ý đứng dậy đi ra phòng khách nhỏ đứng ở trước cửa nhìn quanh đám người dựa theo thân phận tôn ti tự hành phân ra tuần tự thái tử phi không tại có hài tử sở di cùng vân thi liền đứng ở thị giác chỗ tốt nhất bên cạnh một điếm là từ lương đệ đằng sau là hoàng thị La Thị, Sử Thị ba cái bảo lâm, lại sau này là liêu Thị cùng Đào Thị hai vị phụng nghi. Thổi phòng hoa mắt chui lên đi, sở di ngước mắt nhìn nhìn, tường đỏ ngói xanh, tàn tuyết yên hoa, nhìn thật rất lịch sự tao nhã, nàng nghiêm túc hưởng thụ một chút. Nếu là thẩm kích có thế theo nàng cùng nhau nhìn thì tốt hơn, tình lữ cùng nhìn khói hoa mãn thiên, coi như tại thế kỷ 21 cũng là lãng mạn hạng 1A. Cùng lúc đó, tại cuối cùng sắp xếp một đôi tay thừa dịp tất cả mọi người nhìn chầm chầm hoa mắt cơ hội, chậm rãi hướng về phía trước với tới. Sở di chật chật lưỡi, tiếp lấy lại nghĩ, hy vọng mặt trăng nhỏ có thế thật tốt học trượt băng. Dạng này chờ tiếp qua mấy năm, nàng liền để cung nhân dùng nước cho nàng tưới ra một mảng lớn băng trận, nhưng nàng tại pháo hoa hạ trượt băng, khẳng định sướng chết. Không thể dùng video ghi chép khá là đáng tiếc, nhưng có thế ghi tạc trong đầu cũng vẫn có thể xem là một loại trân quý mỹ hảo. đằng sau, cái kia hai tay tại tiến đến người phía trước thắt lưng lúc thoáng ngừng lại một chút. không có quan hệ, nàng nói với chính mình. trời lạnh, tất cả mọi người ăn mặc dày, bên ngoài còn có áo choàng bảo bọc, không ai có thế trông thấy dạng này động tác tinh tế. a, à, giao thừa hàng năm thẩm tích đều muốn đi tham gia yến, nàng lúc nào mới có thể cùng trưởng phu hài tử cùng nhau quá tiếc a. À sở di tiếp tục suy nghĩ phía sau đột nhiên kêu sợ hãi nhất lên a à, nàng chưa phân biệt là ai thanh âm một cổ cự lực đột nhiên đụng phải nàng trên lưng lực đạo này tới quá đột ngột sở di không phản ứng chút nào chỗ trống cả người kinh hút lấy khí lạnh hướng về phía trước cắm xuống chu minh thanh ngọc còn có nhạc ma ma đều cách nàng không xa nhưng trong lúc nhất thời cũng là ai cũng không kịp nâng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cổ bản năng lệnh sở di cấp tốc nghiêng thân Nàng đem hết thảy có thể khống chế lực lượng đều căng cứng đến trên thân, cuối cùng là bên cạnh té xuống, không có trực tiếp đem bụng đụng vào trên mặt đất. Nhưng không kịp buông lỏng một hơi, kịch liệt đau nhức vẫn là bỗng nhiên tập tới, sở di không bị khống chế của mình, liền đứng dậy đều không để ý tới, tại đau đến hoa mắt trong tầm mắt nhìn thấy bên người còn ngã sắp xuống một người. Đây chính là đụng ngã nàng người. Lương đệ nương tử. Sử thị thất kinh đứng lên, nàng lần này rơi kỳ thật so sở di còn hung ác một chút từ lòng bàn tay tới cổ tay đều cỏ rách da nhưng lúc này nàng nơi nào lo lắng những thứ này lương đệ nương tử sử thị trong đầu vù vù suy nghĩ xem xét sở di tình hình lo lắng cung nhân nhóm có chút thô bạo mà đưa nàng cởi ra thét chói tai vang lên truyền thái y mẹ sở di đầu ván mắt hoa trong đầu qua như thế hai chữ xem như nhường nàng gặp được một đợt đứng đắn cung đấu kịch bản thật sao tại thẩm tích không có ở đây thời điểm. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai có chút việc, buổi sáng không nhất định có thế tăng thêm, ta tận lực tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 82 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Đông cung hỗn loạn tưng bừng, Sở di bị cung nhân nhóm ba chân bốn cẳng đỡ hồi lục ý các lúc, thái y cùng bà đỡ đều đã sát mồ hôi lạnh chạy tới. Thanh Ngọc Chu Minh một đám người mạnh định lấy tâm thần chuẩn bị đồ vật, có khắc hoạn quan chia ra ba đường, phân biệt đi hướng thư hoàng quý phi, thái tử cùng thái tử phi báo tin. Ra chút sự tình, sở lương đệ sợ là phải sớm sinh, lời này truyền đến thái hòa điện thời điểm, thái tử đúng tại hướng hoàng đế mời rượu. Sắc mặt của hắn lập tức trắng bệch, Hoàng đế trong khoảnh khắc đã nhận ra dị dạng. Thế nào? Hoàng đế khóa mi, vắt ra hiệu hắn tiến lên đáp lời. Thẩm Tích tiến lên hai bước, ép âm nói. Sở thị ra chút sự tình. Cái kia mau trở về. Hoàng đế nói. Đa tạ phụ hoàng. Thái tử vội vàng vái chào, lúc này quay người rời đi. Trong điện mọi người nhất thời đều chú ý tới cái này biến cố lục hoàng tử thẩm thì bận bịu nghĩ tiến lên hỏi một chút, nhưng trở ngại cùng mẫu phi theo cư điền thường tại gần đây dẫn xuất sự tình lại không dám đi rủi ro. Thế là vừa bị thái tử dùng tứ hoàng tử thẩm dễ tiến lên ngăn cản một thanh. Nhị ca, cái này cung yến. Tẩu tử ngươi xảy ra chuyện, ta phải hồi đông cung. Thẩm tích không kịp suy nghĩ nhiều, nói đến lời ít mà ý nhiều, thẩm dễ phản ứng một cái chớp mắt mới đoán được hắn nói ước chừng là sở thị, chặn lại nói cái kia thần đệ giúp ngài nhìn chầm chầm bên này. Đa tạ. Thẩm tích một gật đầu, liền lại bước nhanh đi ra ngoài. Thẩm dễ gãy mời lại bên trên, cũng không có đem lục đệ ném, phản cho hắn một cơ hội. Đông cung bên kia có một số việc, chúng ta giúp nhị ca ứng thừa chút bên này lễ. Bọn hắn đều đã rõ ràng là nhị ca người, muốn ngày hôm đó sau có thế có cái phong quan tước vị, mà không phải tranh vị, vậy liền không có gì có thế tranh cao thấp một hồi. Thẩm thì gật gật đầu, hướng Tứ ca nói tiếng cảm ơn, nhìn nhìn lên, liền tự giác đi hướng mấy vị mờ mịt đông cung quan giải thích đi. Trong đông cung, bởi vì lấy giật khôn cung cách gần đó chút, thái tử phi trước một bước chạy về. Lục Ý các lúc đó chính âm ỉ khắp chốn cùng bận rộn, nhưng Nhạc ma ma vẫn là tỉ mỉ an bài hai cái hoạn quan tại cửa ra vào trông coi, miễn cho người không có phận sự tiến đến lại phức tạp. Thái tử phi nhìn lên gặp bọn họ, vừa vặn hỏi một chút từ đầu đến cuối thế là người chưa tới thanh đã tới chuyện gì xảy ra hai cái hoạn quan vừa nhấc mắt vội vàng quỳ xuống đất làm lễ canh giữ ở cửa phòng sinh nhạc ma ma cũng ra đón sâu phút xuống dưới vừa mới tiểu yến kết thúc các chủ tử một đạo tại cửa ra vào nhìn pháo hoa không biết sao sử bảo lâm đột nhiên ngã đụng lương đệ nương tử nương tử cũng té xuống liền động thai khí từ khí tức bên trên có thể nghe ra được, nhạc ma ma trong đầu kỳ thật cũng hoảng, nhưng những lời này như cũ bẩm đến hết sức rõ ràng. Triệu Cẩn Nguyệt khóa lên lông mày, không kịp suy nghĩ nhiều, nói ngay. Gọi thị vệ đến, phàm có hiềm khích đều trước áp bắt đầu. Dứt lời liền muốn cất bước tiến phòng sinh. Nhạc ma ma vẫn như cũ bốn bề yên tĩnh duy trì lấy làm lễ tư thế, đưa tay chặn lại. Điện hạ dừng bước, lương đệ nương tử đã phát động bản cung đi xem một chút nàng. Triệu Cẩn Nguyệt thốt ra, đồng thời bỗng dưng kịp phản ứng. Nàng trong lúc nhất thời cảm thấy rất là ngoài ý muốn, đánh giá nhạc ma ma hít một hơi thật sâu. Ngươi liền bản cung cũng đề phòng. Nô tỳ không dám, ngài là đông cung hậu trạch chủ nhân. Nhạc ma ma cung kính vô cùng, ngược lại nhưng lại nói, chỉ là nô tỳ phụng thư hoàng quý phi nương nương chỉ ban sai, không dám có chút sai lầm. Nói tới nói lui, còn liền là tại đề phòng nàng triệu cẩn nguyệt nhất thời chán nản nhưng lại nói không nên lời cái gì tự biết lại tranh hạ đi nhất định huyên náo trên mặt khó coi liền đành phải xanh mặt đứng ở một bên bất quá một lát thái tử liền cũng đến triệu cẩn nguyệt xoay người đi nghênh thái tử hướng nàng hơi gật đầu vất vả ngươi tiếp lấy giống như như một trận gió từ nàng bên cạnh người lướt tới điện hạ triệu cẩn nguyệt muốn nói phòng sinh huyết khí nặng Điện hạ dừng bước, có thế hoàn toàn không nói ra, thái tử đã đẩy cửa tiếng phòng sinh. Trong phòng sinh, sở di đau đến nhìn trộn mờ. Loại này đau tới cùng lần trước không giống nhau lắm, mãnh liệt hơn một chút, đau đến không quá bình thường. Cũng thế, hài tử không tới dưa chính cuốn rụng thời điểm liền muốn ra, tự nhiên so đến thời gian tái sinh tới thống khổ hơn. Trong nội tâm nàng hoảng cực kỳ, loại này không bình thường sinh sản tính nguy hiểm càng lớn, tại hiện đại tốt xấu còn có thể thời khắc nguy cấp tìm kiếm sinh mổ bảo mệnh, bây giờ lại chỉ có thể chính mình cứng rắn. Vạn nhất sinh không ra đến làm sao bây giờ? Sở di nghĩ cũng không dám nghĩ. Bà đỡ ở bên cũng là lo lắng vạn phần, một bên nhường nàng điều chỉnh hô hấp một bên trấn an nàng. Nương tử chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, hài tử 8 tháng, có thế bình an sinh ra tới, nương tử đừng sợ. Sở di đau đến toàn thân co rút, nghe nói như thế không hiểu cảm xúc càng không ổn định tê tâm liệt phế hô ta sợ ta thật sợ chết làm sao bây giờ nàng rõ ràng phát giác thanh âm của mình đã trở nên nghẹn ngào sợ hãi lại khiến cho loại này nghẹn ngào run rẩy lợi hại một cái tay vào lúc này nắm lấy nàng tràn đầy mồ hôi lạnh tay đừng sợ sở di đột nhiên hít thật dài một hơi nàng khó khăn gạt ra trước mắt hoa râm nghiêng đầu nhìn lại ánh mắt chậm rãi tập trung, nhưng nàng thấy rõ bên giường người. Nhưng nàng hô hấp vẫn là dồn dập. Thẩm Tích. Nàng hốt hoảng quất lấy khí, "Thẩm Tích, thẩm Tích ta sợ hãi, ngươi nhanh. Mau nói điểm dễ nghe hống ta." Lời này nếu như đặt ở bình thường nói, thẩm Tích coi như biết nàng là thật sợ cũng tất nhiên sẽ bị nàng phản ứng này làm cho cười bên trên cười một tiếng, sau đó lại thật tốt hống liên tục mang giảng đạo lý mà đem nàng khuyên tốt. Nhưng bây giờ hắn một chút cũng cười không nổi hắn cầm nàng tay run lên lông mày chăm chú khóa lại không có dễ nghe ngươi đến cho ta thật tốt sống sót hài tử cũng tận lực sinh ra tới nhưng nếu chân thực gánh không được ngươi liền nói chúng ta bảo mệnh quan trọng biết sao sở di liên tục gật đầu đón lấy phần bụng đánh tới kịch liệt đau nhất lần nữa làm nàng nhìn trộm mờ nàng rất nhanh liền đau đến cái gì đều không để ý tới hết thảy chú ý điểm đều chuyển dời đến phần bụng. Về phần chung quanh là ai, thẩm kích cấp thành bộ dáng gì, nàng hiện tại cũng rút không ra thần đi quản. Nàng chỉ ở trong tiềm thức còn biết chung quanh hết thảy đều rất loạn, sau đó, có như vậy một loại suy nghĩ từ đầu đến cuối dẫn động tới nàng nghe bà đỡ. Có đôi khi nàng chủ quan bên trên tự hồ cũng không có ý thức được bà đỡ đang nói cái gì, đầu óc liền đã đi theo bà đỡ mà nói đi, vậy đại khái liền là cái gọi là cầu sinh dục đêm giao thừa sau cùng thời gian ngay tại dạng này trong hỗn loạn lặng yên xẹt qua một chậu lại một chậu thanh thủy bị bắt đầu vào lục ý các phòng sinh một lát sau lại hóa thành huyết thủy bị bưng ra sở di tại bình minh thời gian mệt đến gân mệt kiệt lực thái y nhịn canh sâm bưng tới nàng lại cắn chặt hàm răng tùng không ra uống không đi vào sở di thẩm tích quyết định thật nhanh đứng dậy cứng rắn nặng ra miệng của nàng đem chén canh này đi đến rót sở di bị rót đến nỗi ngay cả thanh ho khang nhưng đến cùng có khí lực thật bị tội a à. nàng nhất thời thậm chí có dư thừa cảm xúc cảm thán một chút cái này tiếp lấy liền lại là dài dằn dặc cố gắng tới gần buổi trưa cuối cùng một trận đau đớn tại nàng dùng lực ở giữa dâng lên lại vi diệu trút xuống sở di rốt cục cảm giác được thân thể một trận khoan khoái căng thẳng một ngày cơ bắp xương cốt tất cả đều lập tức tùng đến tan ra thành từng mảnh nàng cái gì đều không để ý tới, cái gì cũng nói không nên lời, đã tại trực giác vẫy gọi hạ mê mang quá khứ. Lại mở mắt ra thời điểm, lại là buổi tối. Bên ngoài sắc trời toàn bộ màu đen, trong phòng bị vàng ấm đèn đuốc chiếu rọi đến tươi sáng. Sở di mỏi mệt chưa tan hết, đau đầu đến rung lên nửa ngày mới chậm lục kịp phản ứng. Chính mình giống như động thai ký rồi. Nàng thế là vô ý thức đưa tay sờ về phía bụng dưới, phát giác được bụng dưới bằng phẳng một sát cả người đều cảm thấy rùng mình, ngay tiếp theo mảnh rút một trận khí lạnh. Sở di Tự tại mấy bước bên ngoài bên cạnh bàn chính nghĩ thần thẩm tích nghe được nàng rút khí lạnh vang động, lập tức đứng dậy, một thanh mở ra màn. Hai người bốn mắt nhìn nhau nửa giây, hắn chậm ra cười một tiếng, ngồi ở mép giường hai tay cùng nhau cầm nàng tay. Tỉnh ngủ. Sở di thanh âm khàn khàn. Hài tử hài tử rất tốt ngươi yên tâm thẩm tích tại nàng trên mu bàn tay hôn một cái cảm giác được nàng căng cứng đốt ngón tay chậm rãi nới lỏng nhưng hắn sinh non thân thể hư một chút ngươi cũng hư trễ chút lại nhìn đi trước hết để cho nhũ mẫu chiếu cố sở di gật gật đầu nhắm mắt lại trở nên cứng đại não cũng không nhớ tới hỏi là nam hay là nữ nghỉ ngơi một hồi lại nghĩ tới đến có người đụng ta nàng mỏi mệt đôi mắt đẹp lập tức mở ra tràn đầy sắc mặt giận dữ ta không phải mình ném tới có người đụng ta điều này cũng làm cho thẩm tích nhẹ nhàng thở ra thái y nói nàng lần này sinh sản phí đi quá nhiều khí lực có thể muốn hảo hảo hư bên trên một trận trước mắt nghe tới nói chuyện khí lực còn có thể liền là chuyện tốt thẩm tích vỗ nàng tay gật gật đầu ta nghe nói dứt lời liền hỏi trương tế tài sử thị người đâu mang nàng tiến đến trương tế tài không người trở về câu tại bên ngoài thoát trâm tạ tội liền thối lui ra khỏi ngoài cửa lấy người đi áp sử thị sử thị kỳ thật nguyên cũng không phải chủ động tới tạ tội là bị người áp tại bên ngoài gặp thái tử nhưng mà thái tử nhất thời không để ý tới nàng trước hết gọi tại bên ngoài chờ lấy ra chuyện như vậy nàng nào dám đứng đấy chờ tại băng thiên tuyết địa bên trong một quỳ liền là một ngày một đêm bị thị vệ áp vào nhà thời điểm sử thị đã không đứng lên nổi cả người nhìn so sở di cũng còn muốn hư chút nhưng từ đối với sợ hãi tử vong nàng dập đầu đập thoải mái lực mười phần điện hà lương đệ nương tử thần thiếp không phải cố ý thần thiếp không dám hại sở lương đệ là có người đẩy thần thiếp thẩm tích cười lạnh nàng nói có người đụng nàng ngươi ngược lại nói có người đẩy ngươi sử thị nghe được trong lời nói không tín nhiệm toàn thân đều cứng đờ sở di chú ý tới trên mặt nàng giấu tay. Ngươi đánh nàng rồi. Nàng biết mình chú ý điểm không đúng, nhưng nàng xác thực thoáng có như vậy một chút nhi kinh ngạc. Ở trong mắt nàng, thẩm tích là sẽ không tự tay đánh người. Thẩm tích nặng nề thở vào. Vân thị đánh, nàng tức giận. Hắn nhìn thấy sử thị thời điểm hoàn toàn chính xác cũng khí huyết sông não muốn đánh nàng, tay đều hất lên, vừa hung ác địa nhẫn xuống dưới. Nghe được hài tử đã bình an giáng sinh tin tức sau vừa lúc chạy đến xem Sở Di Vân thi lại không nhẫn, một bàn tay liền quất đi xuống, mắng cuốn họng phá âm. Tiện nhân. Tỷ tỷ trong bụng có hài tử ngươi không biết sao? Nếu không phải cung nhân mau đem Vân thi kéo ra, Vân thi đoán chừng còn phải đánh. Thẩm Tích Dương mắt hỏi Trương Tế Tài. Còn ai có liên quan? Trương Tế Tài không người. Hạ nô tra xét, trên bậc thang có chút miếng băng mỏng. Bởi vì những này miếng băng mỏng lương đệ nương tử mới đủ hạ bất ổn rơi lợi hại, đây là vẫy nước quét nhà hoạn quan không cẩn thận, đã đều áp đi lên, khác mấy vị bảo lâm, phụng nghi tạm còn không biết có hay không liên quan, cũng đều riêng phần mình câu. Vân lương đệ cùng từ lương đệ lúc ấy cùng sở lương đệ đứng sóng vai, ngược lại cũng không quá tương quan. Thẩm tích gật gật đầu. khác mấy người trước tạm tra. Sử thị cùng mấy cái kia vẫy nước quét nhà hắn quét mắt sử thị, lưu lại toàn thay. Điện hạ. Sử thị trên mặt còn sót lại huyết sắc cũng đều mất hết đi, thị vệ tiến đến kéo nàng, nàng liều mạng hướng về phía trước dãy dụ, điện hạ, không phải thần thiếp làm. Thần thiếp quan uổng. Điện hạ. Điện hạ. Sở di trở ngại sử thị ở đây không có tốt trực tiếp gọi thẩm tích danh tự, chần chờ thuyết phục, điều tra rõ rồi nói sau. Dù là nàng hiện tại mệt mỏi lợi hại hơn nữa, cũng nhìn ra được hắn đây là tức điên lên. Trong lòng của hắn chưa chắc không biết việc này cùng Sử thị quan hệ không lớn, chỉ là hắn thấy, có lẽ là cảm thấy lần này làm bị thương nàng mọi người có tội, cũng có lẽ chỉ là muốn giết một cảnh trăm. Hắn lại tay cầm quyền cao, tức thì nóng giận phía dưới sinh ra dạng này âm tàn nửa điểm đều không kỳ quái, nhưng sớm muộn thừa kế người trong thiên hạ 360 độ không gốc chết thờ phụng. Chúng sinh bình đẳng, lúc đầu cũng không thực tế, người cầm quyền nhân từ vĩnh viễn chỉ là so ra mà nói. Nhưng sở di cảm thấy không thể dạng này, không phải nói sát phạt quả quyết nhất định không tốt, mà là loại này nhiệt huyết xông lên đầu sát phạt quả quyết chân thực tạo thành quan án có như vậy một chút nhiều. Đêm dài nước lộ nặng, trên bậc thang giao điểm miếng băng mỏng quá dễ dàng. Mấy cái kia hoạn quan dù có thất trách, phạt ít tiền cũng là phải. Nếu không đánh hèo cũng thành sở di châm chữ rót câu, vừa nói vừa nhìn nhìn sử thị, sử bảo lâm nói có người đẩy nàng cũng chưa chắc liền là giả, điện hạ cái này không phải cũng đối khác mấy vị còn nghi vấn thế này. Cái kia cần gì phải vội vã như vậy lấy giết nàng một cái, đều tra rõ ràng lại nói cũng không muộn. Tổng thể tới nói nàng vẫn còn tin được sử thị, không phải sử thị dạng này xông lên đụng nàng không khỏi cũng quá có đảm lược, lại nói sử thị mình tay đều cọ phá, đoán chừng chảy khá hơn chút huyết, dùng loại phương pháp này đã thương người cái kia nàng thật đúng là cái mảnh sĩ. Thẩm tích yên lặng nhìn nàng một hồi. Sở di? Nàng dạ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Ta biết ngươi nói có đạo lý, nhưng Đông Cung chưa bao giờ có chuyện như vậy, ta không thể lại để cho ngươi bị lần thứ hai tội. Vẫn là điều tra rõ rồi nói sao? Nàng nhất thời nghĩ không ra càng nhiều đạo lý có thể giảng, sợ không khuyên nổi hắn, lại tiền tư hậu tưởng một phen. Cuối cùng, nàng một hơi tế ra người Trung Quốc Tứ Đại thần khí. "Gần sang năm mới, vì tốt cho ngươi, vì hài tử, cho chút thể diện." Nàng nói, "Gần sang năm mới, náo ra nhiều máu như vậy quan chi tai đối ngươi cũng không tốt. Lại nói ta đến vì mặt trăng nhỏ cùng Tân Sinh xuống tới hài tử tích phúc a, ngươi coi như cho ta cái mặt mũi thôi." Một lời nói nói xong, nàng rất muốn đem câu kia đến đều tới cũng đụng lên thế nhưng là bây giờ không có thích hợp từ nhi. Tác giả có lời muốn nói. Sở di. Chờ chút. Cái này xong. Ngươi cũng không có để cho ta tại chương này biết hài tử là nam hay là nữ. Cây vải. Không có chuyện, độc giả đã thông qua ngươi phu quân dùng ngôi thứ ba biết, ngươi có biết hay không không trọng yếu. Tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao, a à, a à đát. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 83 83 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thẩm tích đến cùng nghe sở di, không có khai sát giới, nhưng sự tình đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy xong Một bên là hung thủ đến cùng là ai tất yếu tra đến cùng, một bên khác, tương quan cung nhân cũng đều đến phạt Vậy nước quét nhà sân hoạn quan đầu tiên chạy không được nhưng áp đi địa phương an tỉnh một người đánh 50 đánh gậy. Sở di trước mặt hầu hạ người cũng đều khó thoát chịu tội, thẩm tích nói một người trượng 30, phạt nửa năm bổng lộc. Theo sở di, những người này kỳ thật đều chịu phạt kề bên có chút quan, đối vậy nước quét nhà sân tới nói, trong đêm đông đầu kết xuất miếng băng mỏng chân thực quá dễ dàng, nhưng cái người một mực cùng chỗ ấy nhìn chầm chầm cũng không thực tế, đối nàng người bên cạnh mà nói đâu, nàng lúc ấy ngã sắp xuống thật chỉ là trong nháy mắt sự tình, nàng lại đứng tại vân thi cùng từ lương đệ ở giữa, cung nhân nhóm đều tại ba bước có hơn, muốn vọt qua tới là khó khăn. Nhưng nàng cuối cùng cũng không có lại nhiều khuyên thẩm tích, thứ nhất là cảm thấy để cho tất cả mọi người tỉnh táo một chút có lẽ cũng tốt, thứ hai, nàng nhìn ra, hắn hiện tại một bụng hỏa khí, không cho hắn thích hợp vung một chút, bước kế tiếp không chừng sẽ làm đến càng hỏng bét nàng cũng chỉ thích hợp vì nhạc ma ma cầu cái tình nói nhạc ma ma lớn tuổi đi đứng không tiện lợi sự tình lại phát sinh đột nhiên trông cậy vào nhạc ma ma tới đỡ lấy nàng chân thực không thực tế thẩm tích nghiêm mặt gật đầu đồng ý nàng thuyết pháp không có truy cứu nhạc ma ma trách nhiệm sau đó miễn cưỡng chậm chậm trái lại nhẹ lời hống nàng không nói trước cái này ngươi bây giờ không nên hao tâm tốn sức việc này dung sao chậm rãi xử lý sở di gật gật đầu bị hắn từng ngụm đút ăn chút gì lại uống non nửa bát canh gà liền ngủ tiếp. Sáng ngày thứ hai nàng tỉnh lại lúc hắn đã đi mồng một Tết đại triều hội, vừa mở mắt, nàng ngược lại thấy được Vân Thi. Sao ngươi lại tới đây? Sở di chống đỡ thân muốn đứng lên, Vân Thi mỉm cười một cái. Tùy tiện đến xem. Tỷ tỷ nằm đi, cùng ta còn khách khí làm gì? Sở di nói. Nằm cứng, bắt đầu ngồi một lát bạch ngọc liền bước lên phía trước đến giúp đỡ một thanh vân thi ngồi vào nàng bên giường đánh giá nàng một hồi nói với nàng nguyệt hằng giống như không quá cao hứng thế nào sở di khẽ giật mình lúc này mới nhớ tới chính mình tối hôm qua sau khi tỉnh lại đều không có gặp nguyệt hằng lúc ấy nàng thật sự là mệt mỏi phủ đừng nói nguyệt hằng nàng liền tân sinh xuống tới hài tử đều không thấy một chút nàng liền sinh chính là nam hài vẫn là nữ hài cũng còn không có hỏi đâu. Nàng liền có chút chút không được tự nhiên ho khan một tiếng. Cái kia. Vân Thi. Hả? Ta sinh nam hài vẫn là nữ hài. Vân Thi một chút liền mộng, đại mi vặn giống muốn thắt nút, từ trên xuống dưới nhìn nàng nửa ngày. Ngươi đang nói đùa sao? Không có, ta thật không biết, hôm qua quá mệt mỏi. Sở di chật lưỡi, Vân Thi trong lòng tự nhủ ngài thật là tâm lớn, lại tiếp tục cười nhạo. Nam Hài, ta đi nhìn qua, thân thể là có chút hư, nhưng cũng không có gì đáng ngại, ăn được ngủ được. Sở di đầu óc vẫn có chút trì độn, từng cái địa điểm một lát đầu, mới đem suy nghĩ cuốn trở về. Nguyệt Hằng thế nào? Ta không biết a. À. Vân Thi bên cạnh suy nghĩ vừa nói, ta liền nhìn nàng ngồi tại đệ đệ cái nôi bên cạnh buồn bực, cũng không nói chuyện, nhũ mẫu đùa nàng nàng cũng không có gì hào hứng cho nên mới đến hỏi ngươi sở di hơi có ít như vậy suy đoán đại nhân luôn cảm thấy tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu nhưng kỳ thật tiểu hài tử là mẫn cảm nhất hôm qua đệ đệ của nàng giáng sinh mà lại lại là sinh non cả phòng đại nhân khó tránh khỏi đều vây quanh hắn chuyển đến trưa mặt trăng nhỏ có phải hay không trong lòng không thăng bằng sở di liền vội vàng nhường bạch ngọc đi đem mặt trăng nhỏ mang theo tới gặp mặt nhi nhìn lên mặt trăng nhỏ thật đúng là rầu rĩ không vui làm sao rồi nàng đem mặt trăng nhỏ kéo qua đến ngươi đá vân mẫu phi nói ngươi không cao hứng xảy ra chuyện gì cùng mẫu phi nói một chút nguyệt hằng cúi đầu chần chờ một chút sau đó lắc đầu không có việc gì đứa nhỏ này có thế hiếm khi ở trước mặt nàng dạng này muốn nói lại thôi sở di liền cảm giác chính mình mới hẳn là mới nhiều có phải hay không cảm thấy tất cả mọi người vây quanh đệ đệ cho nên không quá cao hứng ngươi nghe mẫu phi nói a à, tiểu hài tử vừa sinh ra tới lúc này là yếu nhất ngươi vừa khi sinh ra cũng giống vậy nguyệt hằng nhưng lại lắc đầu không phải vậy làm sao à nha sở di tiếp tục truy vấn nguyệt hằng tiểu long mày khóa lại trợn mắt nhìn nàng một cái lại nhìn xem vân thi cuối cùng lại cọ đến vân thi bên kia lựa chọn úp sấp vân thi bên tai trước nói với vân thi sở di thấy không hiểu ra sao nhưng mặt trăng nhỏ đem thanh âm ép tới trầm thấp nàng một chữ cũng không nghe thấy vân thi nghe vài câu sau phốc một tiếng sở di liền chuyện này a à. vân thi sờ sờ nguyệt hằng cái trán nắm cả nàng nói ngươi cùng ngươi mẫu phi nói a à, ngươi mẫu phi cũng nên nhìn thấy ngươi đệ đệ đúng hay không vân thi câu nói này hiển nhiên rất có sức thuyết phục nguyệt hằng vừa cẩn thận suy nghĩ một chút liền góp trở về sở di bên người ông lấy cánh tay của nàng cẩn thận từng ly từng tí nói cho nàng mẫu phi ta nói cho ngài nha đệ đệ dáng dấp có thế xấu cùng ta nghĩ đến tuyệt không đồng dạng nàng vẽ mặt cầu xin nói xong lại vội vàng nói mẫu phi đừng ghét bỏ hắn kỳ thật nhìn lâu cũng còn tốt sở di cố gắng nghiêm mặt nhịn một hồi vẫn là ha, ha 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 cười ngã xuống trên giường. Thân thể của nàng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, như thế cười một tiếng cười đến chỗ nào chỗ nào đều đau, nhưng vẫn là cười nửa ngày mới bôi nước mắt nhẹn trở về, một tay lấy mặt trăng nhỏ kéo vào trong ngực. Liền việc này a à, ngươi nghe mẫu phi nói a à. Nàng lại cười một trận. Tiểu hài tử sinh ra tới đều là cái dạng này, ngươi vừa ra đời lúc ấy cũng thế, về sau chậm rãi liền tốt nhìn. Nghĩ như vậy, mặt trăng nhỏ thật đúng là theo cha. Thẩm tích tại mặt trăng nhỏ vừa ra đời thời điểm cũng là một mặt ghét bỏ, rất chần chờ nói cho sở di, đứa nhỏ này dáng dấp thật khó nhìn. Vào lúc ban đêm sở di liền đem việc này nói cho thẩm tích nghe, vốn là muốn nói chính sự nhường nàng an an tâm thẩm tích như thế mỗi lần bị ngắt lời cười đến đem chính sự đều quên, lại hàng huyên một hồi lâu mới nhớ tới nên nói còn chưa nói. Đúng rồi. Hắn tại trên trán nàng vỗ, đừng đánh đại xóa, Nói với ngươi a, à, sử thị mấy cái kia đều tra lên, hẳn là cái này một hai ngày liền sẽ có kết quả. Ngươi yên tâm đi, sẽ không lại giận chó đánh mèo người bên ngoài. Làm sao tra đâu? Sở Di không khỏi hiếu kỳ, suy nghĩ kỹ một chút, cái này cái gọi là cung đấu mặc dù đơn giản thô bạo cực kỳ, nhưng muốn tìm manh mối thật đúng là không dễ dàng. Cung đấu kịch bên trong hạ cái gì xạ hương đều đến cùng là có dấu vết để lại mà theo, nàng gặp gỡ cái này đẩy xong việc, lúc ấy không ai nhìn rõ ràng đến tiếp sau cũng liền khó khăn điều tra. Đầu năm nay lại không có màn hình giám sát. Thẩm tích nhẹ giọng mà cười. Công tâm. Ngươi ca ca tự mình đang làm. A à nha ôi, sở di lập tức thậm chí có chút hưng phấn. Sở thành làm việc này, khẳng định không đi đường thường đi. Bất quá xử lý hậu trạch sự tình dùng cái đông cung quan, có tính không giết gà dùng đao mổ trâu đông cung nhất cánh bắt một phương không trong viện bảo lâm sử thị hoàng thị la thị phụng nghi liêu thị đào thị đều đã bị nhốt hồi lâu bất quá trước đó một mực là một người một gian phòng ốc đều có cung nhân nhìn chằm chằm đến chạng vạn tối cung nhân nhóm lại đột nhiên đem các nàng đều áp tiếng chung phòng phòng sau đó liền không nói lời nào thối lui ra khỏi ngoài phòng cái nhà này đã không biết bỏ trống bao nhiêu năm đồng dạng đồ dùng trong nhà đều không có tường xám tróc ra trên xà nhà sơn son cũng biến thành rất là pha tạp, nhìn hơi có chút khiếp người. Năm người hai mặt nhìn nhau. Đây là... Chuyện gì xảy ra? Thường ngày cùng sở di không hợp nhau hoàng thị đầu một cái chột giả bắt đầu, co rúng lại nhìn xung quanh chu vi, lại nhìn xem trước mắt mấy người, các ngươi ai làm? Ai làm tranh thủ thời gian chiêu? Nói cái gì đó? La thị nhíu mày lại, hiện nay cấp trên một chữ cũng không có, ngươi vội cái gì? Hoàng thị lại phản phất không nghe thấy. Các ngươi không cảm thấy mang chúng ta tới chỗ này kỳ quái rất sao? Thanh âm của nàng trở nên càng thêm bén nhọn, điện hạ như vậy sủng ái sở lương đệ, vạn nhất hỏi không ra là ai liền đem ta mấy cái đều ban được chết làm sao bây giờ? Là ai làm tranh thủ thời gian chiêu, đừng liên lụy không thể làm chung chôn cùng. Khác mấy người đều căm ghét mà nhìn xem nàng, nhưng cùng lúc, một loại rõ ràng sợ hãi cũng trong phòng lan tràn cách nhau một bức tường gian nhỏ bên trong sở thành từ một phương lỗ nhỏ bên trong lẳng lặng nhìn canh giữ ở bên cạnh trương tế tài cung kính không người ép âm nói xem ra vị này hoàng bảo lâm là trong sạch khó mà nói sở thành lạnh nhạt lại gõ cửa một lát đóng lại lỗ nhỏ sau tấm che hỏi trương tế tài điện hạ bên người có hay không được cho được yêu thích nhưng lại tương đối xảo quyệt cung nhân nếu có mà nói một hồi ngươi nhường người này đi vào đưa cơm Muốn lần lượt từng cái bưng đến trong tay các nàng đầu Các nàng nếu nói cái gì liền để hắn nghe Như nhét thứ gì cho hắn, cũng làm cho hắn tiếp lấy Trương Tế Tài gật đầu nghiêm túc suy nghĩ Lại không có thế nghĩ đến người như vậy Điện hạ nghi người thì không dùng người Dùng người thì không nghi ngờ người Rõ ràng xảo quyệt tại điện hạ trước mặt không để lại tới Sở thành khóa mi, châm trước dây lát, lại nói Vậy cái này trong mấy người công công tin nhất qua được cái nào? Cái này. Trương tế tài có chút khó khăn, đoán nửa ngày, đạo, vậy ta ngược lại tin qua được vị kia sử bảo lâm. Nếu thật là nàng làm, việc này cũng quá ngu xuẩn chút, còn nữa cũng không tránh khỏi đem chính mình rơi quá ác. Vậy chúng ta nghĩ đến đồng dạng. Sở thành cười nhạo lấy gật đầu, vậy liền cực khổ công công kém cái tiểu đồ để đi vào, nhỏ giọng nói cho sử thị, nàng phó thác sự tình nhất định có thể làm thỏa đáng, nhưng nàng trước tạm thả lỏng trong lòng chịu đựng. Trương Tế Tài một suy nghĩ, liền hiểu hắn ý tứ, lập tức kêu cái tiểu hoạn quan tiến đến an bài. Sở thành để lộ tấm che tiếp tục đi đến nhìn quanh, bên trong mấy người đã đều không nói, các nghĩ các tâm sự. Công tâm nha, cứ như vậy điểm đạo lý. Hoặc là uy hiếp, hoặc là lợi dụ. Uy hiếp là rất đơn giản, tỉ như hắn có thể buông lời ra ngoài, nói nếu không chủ động cung khai, đợi đến điện hạ tra ra sau liền giết kỳ cả nhà, nhưng kết quả như vậy có thể là hai thái cực. Như hung thủ lá gan đủ lớn, khả năng còn có may mắn tâm lý chết khiên không nhận, nếu không muốn làm người lá gan quá tiểu đâu, khả năng lại sợ cả nhà chết được không minh bạch, dứt khoát chính mình lao ra cản tội, ngược lại tiện nghi hung phạm. Cho nên vẫn là lợi dụng càng bảo hiểm. Người dục vọng là dễ dàng nhất bị lợi dụng, mà cầu sinh dục vọng lại là trong đó trọng yếu nhất một loại mấy người này đã thân ở tuyệt cảnh cho các nàng một cái có thế bảo trụ các nàng người các nàng thế tất đi lên nhào nhưng đi lên nhào cùng đi lên nhào cũng không đồng dạng trong sạch người không nghĩ ủng mạng cùng hung phạm muốn thoát tội tìm từ nhất định có điều khác biệt về phần như thế nào phân chia sự khác biệt này liền là bản lãnh của hắn sau một lúc lâu sở thành liền từ lỗ nhỏ bên trong nhìn thấy trương tế tài an bài cái kia tiểu hoạn quan vào phòng hắn tại sử thị bên tai nói nhỏ sử thị hiển nhiên bị hắn nói đến sững sờ cái gì hạ nô cáo lui trước cái kia tiểu hoạn quan thần sắc kính cẩn không nói lời nào ra bên ngoài lui trong phòng khác mấy người không khỏi đều nhìn về sử bảo lâm hoàng bảo lâm cau mày dò xét nàng thế nào hắn nói cái gì rồi cũng không có gì sử thị chân thực không rõ hắn vì sao lại nói nói như vậy cũng không dám tùy tiện cùng người khác giảng lại qua một lát cái kia hoạn quan lại lần nữa vào phòng lúc này là cho đưa cơm mỗi người đều là một bữa cơm hai món chung vào một chỗ thả trọn vẹn ba con đại thực hộp theo hắn một đạo tiến đến hoạn quan hỗ trợ đem hộp cơm để ở một bên liền lui xuống hắn đem đồ ăn lần lượt bưng ra tận chức tận trách đưa đến mỗi người trước mặt trước đưa đồ ăn lại cho cơm tất cả mọi người rõ ràng xem đến sử thị đồ ăn là không đồng dạng mọi người đồ ăn đều đã lạnh chỉ có nàng bốc hơi nóng nhi các nàng không khỏi lại lần nữa suy nghĩ vừa rồi cái kia phiên kỳ quái thì thầm thế là tại hắn đưa xong đồ ăn bắt đầu lần lượt cho xới cơm lúc hoàng bảo lâm bắt lại hắn tay vị này công công tiểu Hoàng quan khẽ giật mình chợt lại khôi phục đê mi thuận nhãn hoàng bảo lâm chất đống cười công công ngài có thế cùng điện hạ chen mồm vào được sao dù là có thế cùng trương công công nói ngọt hai câu cũng tốt cực khổ ngài nói với trương công công chuyện này thật không quan hệ với ta a à, ta biết ta không tranh nổi sở lương đệ tội gì dạng này hại nàng lại nói trẻ con vô tội ta nếu là liền hài tử đều có thể hạ thủ được ta vẫn là cái người sao nói nàng tay nhân thể tại trên cổ tay trượt đi trực tiếp đem một con vòng ngọc trượt đến cái này hoàng quang trên tay. Nàng từ cung yến xảy ra chuyện sau liền bị áp đến đây, thứ ở trên thân đều vẫn là vì ăn Tết chuẩn bị, là thượng đẳng đồ tốt. Cái kia tiểu hoàng quang cũng không có chối từ, đem vòng tay hái một lần, liền thu vào trong ngực, sau đó đem tiếp theo chén cơm bưng cho cách Hoàng Bảo Lâm gần nhất Liêu Phụng Nghi. Liêu thị ăn nói vụn về, nhìn người này có thể thu lễ làm việc dù cũng nghĩ vì chính mình tính toán một chút nhưng lại không biết nên nói như thế nào đành phải rút chỉ cây trâm lung tung đưa qua đi vậy ta cũng làm phiền công công ta không biết nên làm sao chia biện ta chỉ có thể nói cái này hai ba năm bên trong ta dù chưa từng đến điện hạ thích thời gian nhưng cũng trôi qua cũng được đây là dựa vào ai ấm trạch trong lòng ta rõ ràng đâu coi như ta không biết cảm ơn vì ngày sau có thể đem ngày tốt lành tiếp tục quá xuống dưới ta cũng không thể hại nàng a à tiểu hoạn quan cũng không có lên tiếng khí nhi chỉ đem cây trâm cũng thu kế tiếp là cùng sử thị cùng nhau tiến cung đào phụng nghi hắn đem cơm bưng cho nàng đào phụng nghi con mắt dạo qua một vòng cái kia vị này công công nàng không có trực tiếp cầu hắn cố gắng chất lên cười đến ta trước hết mời hỏi ngài một tiếng việc này điện hạ cùng sở lương đệ nương tử hiện nay nói thế nào ngài nhưng biết a à, chính sở lương đệ nhưng có nghi cái nào ta cảm thấy. Trong đông cung cũng liền mấy người như vậy, sở lương đệ như chính mình hoài nghi cái nào hẳn là có đạo lý, cũng không cần thiết đem tất cả đều câu ở chỗ này, đúng hay không? Càng che càng lộ. Sau tường, sở thành ba đắp lên tấm che, bắt lấy trương tế tài cổ áo liền hỏi. Cái này nói chuyện chính là ai? Đem nàng mang ra. Nếu nàng không phải lá gan quá tiểu mù chột dạ, cái kia 8 phần 19 chính là nàng trương tế tài lúc này đi ra ngoài tự mình tiến sát vách cái gian phòng kia phòng đào thị lúc này vừa đem một khối thế nước thượng thừa phỉ thúy ngọc bội kín đáo đưa cho cái kia tiểu hoạn quan gặp trương tế tài tiến đến một phòng toàn người đều trệ ở trương tế tài cười khẽ tiến lên vỗ vỗ đồ đệ này đầu vai đồ vật ngươi thu coi như là ăn tết nhiều đến phần thưởng dứt lời hắn lại hướng đào thị đi nửa bước phụng nghi nương tử ngài mời chúng ta mượn một bước nói chuyện đào thị trên trán lập tức thấm xuất mồ hôi châu làm gì trương tế tài thủ hạ cái nào cho phép nàng nhiều lề mề tiến đến đưa nàng một khung liền kéo ra ngoài trương tế tài lại hiền lành hướng khác mấy vị cung kính không người mấy vị an tâm chớ vội lại ủy khuất chút thời gian đợi đến chân tướng rõ ràng liền tốt lục ý các bên trong chu minh tiến đến bẩm lời nói thời điểm sở di chính uống vào ô canh gà đâu Nghe nói có chỗ tiến triển nàng kém chút bị nghẹn, kinh ngạc ngẩng đầu. "A, à, nhanh như vậy sao?" Thẩm Tích cũng có chút ngoài ý muốn, lúc này mới bao lâu thời gian. Nếu là án thường quy con đường thẩm, tra tấn đều không động được bao nhiêu. Sở Thành quả nhiên có hắn biện pháp. Hắn liền nhẹ gật đầu. "Nhưng Sở Thành vào đi." Sở Thành rất nhanh liền vào phòng, Đào thị cũng cùng nhau bị ép tới sở thành thật xa vừa nhìn thấy sở di tiều tụy bộ dáng trong lòng liền đến khí, tại hoạn quan buông ra đào thị sau, một tay lấy nàng đẩy hướng thẩm tích. Đào thị lão đảo lấy quỳ xuống, biết thái tử cùng sở lương đệ đều ở bên cạnh, nhất thời liền hô hấp cũng không dám. Sở thành lạnh lùng quát. Nên tra đều đã tra ra, là chính ngươi cung khai vẫn là ta tới nói. Đây đương nhiên là đang gạt đào thị. Thế nhưng là đào thị chính mình không biết từ trương tế tài đem nàng đơn độc mời đi ra bắt đầu, nàng đã cảm thấy chính mình xong. Tác giả có lời muốn nói. Sở thành. Người sói tự bạo. Ném nàng. Tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao, a à a à đát. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84. 84. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com thấy là đào thị, sở di ngược lại tuyệt không cảm thấy bất ngờ chính là. Nàng cùng đào phụng nghi lớn bao nhiêu quá tiếc trong nội tâm nàng môn thanh, lúc trước chính nàng cũng cảm thấy người này nhất có động cơ gây án, chỉ là sợ chính mình chủ quan ý nghĩ ảnh hưởng thẩm tích phán đoán của bọn hắn, cho nên không có đề. Đồng dạng, đào thị sắp chết đến nơi lại vẫn con vịt chết mạnh miệng, cũng đồng dạng không đáng ngoài ý muốn. Không phải thần thiếp làm. Đào thị nghiến răng, Trung rẩy như si vẻ mặt và chột dạ thần sắc lại lệnh lời này không có chút nào có thể tin có thể nói. Thẩm tích tâm lý nắm chắc, vô tâm cùng với nàng nhiều hơn nói nhảm, ngước mắt nói cho sở thành. Giao đến thận hình tư đi, nói cho bọn hắn, nên tra tấn liền động, không cần có lo lắng. Sở thành gật đầu một cái, quay đầu liền muốn gọi vừa lui ra ngoài thị vệ vào nhà, đào thị một điểm cuối cùng nhi chèo chống rốt cục toàn bộ sụp đổ. Điện hạ nàng bổ nhào vào thẩm tích trên bàn chân động tác có thể xưng dương nanh múa vuốt điện hạ điện hạ thần thiếp sai thần thiếp nhất thời hồ đồ bởi vì sở lương đệ nguyên nhân thần thiếp đến bây giờ cũng không thể phụng dưỡng điện hạ thần thiếp trong lòng có oán cho nên ngươi nên oán nàng vẫn là oán chính ngươi ngươi không rõ ràng a à. thẩm tích khóa lên lông mày coi như ngươi cảm thấy lần trước sự tình chính ngươi không quá cô không muốn gặp ngươi ngươi không phải hẳn là oán cô mới đúng thần thiếp. Đào thị cứng đờ, kinh ngạc nhìn không biết nên như thế nào tranh luận. Thẩm Tích liếc nhìn Sở Di, nghĩ đến nàng vừa sinh xong hài tử, có một số việc vẫn là đừng cho nàng biết nhiều hơn tốt, liền liếc mắt Trương Tế Tài. Áp nàng ra. Dứt lời trước một bước đứng dậy đi ra ngoài. Trương Tế Tài không người vung tay lên, hai cái hoạn quan vào phòng, dựng lên Đào thị liền cũng hướng ra phía ngoài đi, Đào thị tự biết chuyến đi này định không có cái gì kết quả tốt lập tức dùng hết khí lực giải dụa. Điện hạ. Cái này gào thét thanh âm khó nghe đến làm cho người khó chịu, điện hạ ngài tha thần thiếp một lần. Điện hạ. Thẩm tích không có làm để ý tới, đào thị cảm xúc càng thêm kích động, phục hô vài tiếng, giải dụ lấy chuyển hướng sở di. Sở lương đệ. Ngươi cứu ta một mạng, sở lương đệ. Sở di. Nàng cảm thấy im lặng, cũng cảm thấy buồn cười. Nếu như chuyện này chỉ là cái ngoài ý muốn, hay là chuyện xảy ra về sau nàng mới biết được chính mình có thai, cái kia nàng nhất định sẽ cứu đào thị, vô luận như thế nào đào thị tội không đáng chết. Có thể dưới mắt lại là đào thị thanh thanh sở sở biết nàng có thai 8 tháng, hạ dạng này ngoan thủ, liền là chạy chơi chết nàng mục đích tới, muốn để nàng một thi hai mệnh. Mà lại, còn muốn kéo sử thị chôn cùng. Nàng điên rồi mới có thể cứu đào thị. Thẩm tích, Sở Di kêu một tiếng, đối một kẻ hấp hối sắp chết, cũng không quan trọng nàng có thể hay không nghe được nàng đối thái tử xưng hô. Thẩm Tích cau mày xoay người lại. "Ngươi không cần quản." Sở Di nhạc nhìn về phía Đào thị, đón nhận Đào thị cái kia một mặt cầu xin. Sau đó nàng gật đầu rồi gật đầu. Ăn Tết huyên náo đầu một nơi thân một nẻo chân thực điềm xấu, lưu lại toàn thay đi. Sở Lương đệ. Đào thị sắc mặt trắng bệch như tờ giấy giống như toàn không nghĩ tới nàng có thể như vậy, nhẫn tâm. Sở di không có lại nhìn nàng, thẩm tích cũng không có lại nhìn nàng, hơi dạ, liền xoay người tiếp tục hướng đi ra ngoài. Đây cũng là đông cung phi thiếp bên trong, thứ nhất nhỏ máu, đi. Sở di ở sau đó trong mấy ngày cũng nhịn không được suy nghĩ chuyện này, bất quá nói cho cùng chỉ là có chút thổn thức, ấy nấy là không đáng. Trong chuyện này nàng cách cái chết chỉ có một bước, cốt số còn sống, tổng không có đạo lý lại cho hung thủ một cơ hội. Loại ý nghĩ này rõ ràng không thiện lương, rõ ràng không phù hợp chủ nghĩa xã hội trung tâm giá trị quan. Nhưng là giảng đạo lý, tại phong kiến đế chế trì hạ cũng không cần giảng chủ nghĩa xã hội trung tâm giá trị quan. Sở di một lần muốn đem câu nói này viết đến nàng quyển vở nhỏ bản bên trên, nhưng cuối cùng vẫn không có viết. Mặc dù lúc này sự tình nàng tuyệt không hối hận, có thế nàng cũng không muốn nhường câu nói này trở thành lý do, dung túng cho nàng trở nên càng ngày càng lãnh khóc vô tình đặc quyền mang tới ưu thế lấy ra tự vệ là được rồi như thật cho mình tẩy não đến hoàn toàn tiếp nhận nàng cảm thấy như thế chính mình cũng rất chán ghét về phần đào thị cuối cùng đến cùng là thế nào chết sở di có chút hiếu kỳ nhưng chung quanh cung nhân đều nói năng thận trọng có thể thấy được thẩm tích không muốn để cho nàng biết lại qua 3 năm ngày hậu trạch chịu đủ kinh hãi mấy người còn lại có thể tính tới nàng nơi này vì nàng bình an sinh con sự tình đạo chúc. Đào thị chết hiển nhiên khiến cho mấy người đều nơm nớp lo sợ, Sở Di lại không có sang tháng tử, còn tại trong phòng sinh ở, khách quan phòng ngủ mà nói nhỏ hẹp không ít không gian nổi bật lên chúng nhân cách bên ngoài câu nệ. Như thế sau một lúc lâu, liền vốn đang tính tự tại Vân Thi cũng không quá tự tại, lấy muốn dẫn hoang nghi tìm Nguyệt Hằng chơi làm lý do chạy ra ngoài, làm cho Sở Di rất muốn mắng nàng. Vân Thi vừa đi Bên giường liền trống xuống tới, Sử thị lập tức đứng lên, đứng ở bên giường cho Sở Di bưng trà đổ nước. "Làm gì a?" À? Sở Di cười nhạo lấy mau đem chén trà nhận lấy, "Ngươi nhanh ngồi, ta chỗ này sao có thể để ngươi làm việc." Sử thị bất trước bất an, cúi đầu, trong tay giảo lấy khăn, dựng lên nửa ngày, biệt xuất một câu. "Lúc này, lúc này nhờ có lương đệ nương tử vi thần thiếp mở miệng nói giúp, thần thiếp mới bảo vệ được cái này một mạng." ngày sau thần thiếp đi theo làm tùy tùng hầu hạ nương tử đây là thật bị dọa phát sợ sống sót sau tai nạn cảm thấy ngoại trừ bảo mệnh bên ngoài cái gì đều không trọng yếu sở di cười khổ thở dài ngươi đừng như vậy ngày đó điện hạ bất quá là tức giận ta đây cũng bất quá là sợ hắn trên lưng tiếng xấu mới mở miệng đây là ta giữa hai người sự tình ngươi không nợ ta cuộc sống về sau ngươi làm như thế nào quá liền làm sao sống không cần dạng này nơm nớp lo sợ. Nàng nói xong, Sử thị đánh giá nàng một hồi lâu, giống như đang phán đoán nàng lời này là khách sáo vẫn là coi là thật. Sở Di Thế là rất thẳng thắn quay sang nhìn, Sử thị rốt cục an tâm, ngập ngừng nói phút phút. "Là, cái kia đa tạ nương tử." Lời nói này rơi vào cạnh cửa nhạc ma ma trong lỗ tai, nhạc ma ma thật hài lòng. Lúc trước đông cung không có đi ra cái đại sự gì, là lấy lúc trước trong mấy tháng này nàng cũng bất quá cảm thấy sở lương đệ là cái bề ngoài không sai sủng phi. Dưới mắt kinh như thế chuyện lớn, nàng đột nhiên phát hiện sở lương đệ không chỉ có thiện tâm, vẫn còn lớn khí. Từ sử thị đến một đám cung nhân, sở lương đệ đều cho cầu tình, bảo vệ người liên can mệnh, nhưng kỳ thật nàng không ra cái miệng này đối nàng cũng không quá mức ảnh hưởng. Đến đào thị, nàng lại một câu thêm lời thừa thải không có, chỉ nói lưu lại toàn thay, hoàn toàn không mù phát thiện tâm trước mắt nghe thì tốt hơn sử thị lo lắng bất an muốn tạ nàng nàng lại không nhận sử thị tạ cũng không lấy này hiển lộ rõ ràng địa vị của mình khác biệt chỉ thoải mái nói là vì điện hạ trong cung đầu có thế dạng này người rộng lượng không nhiều lại nói dám ở chuyện như vậy bên trên há miệng nói mình là vì bệ hạ điện hạ người cũng không nhiều trong cung phi thiếp ngày bình thường mở miệng một tiếng chính mình là vì phu quân kỳ thật phần lớn bất quá là khách sáo là trên mặt bàn mà nói, là vì lộ ra hiền lành. Nàng vào lúc này nói ra, lại có vẻ thực tình cực kỳ, cũng có lực lượng cực kỳ. Chẳng trách nàng là sủng phi đâu. Nhạc Ma Ma nghĩ như vậy, lại có chút tiếc hận lên Sở gia rơi tội sự tình tới. Sở gia nếu là xuống giúp tội, hoặc là muộn một chút rơi tội, thái tử chính phi sẽ là ai liền không nói được rồi. Nếu như có thể là cái này một vị, nhìn bao lớn khí a. Trong phòng mấy vị lại ngồi non nửa khắc liền đi, một phòng nữ quyến ngồi cùng một chỗ thật sự là hiếm khi có thế dạng này hòa thuận từ đầu ngồi vào đuôi, chỉ là bất đắc dĩ cái kia phần câu nệ thật làm cho người khó chịu. Thế là các nàng vừa đi, sở di liền vô ý thức thư lên khí đến, còn không có thư xong, Vân Thi cũng đồng dạng thư lấy khí gãy trở về. Có thể tính đi rồi. Vân Thi bên cạnh ngồi trở lại nàng bên giường bên cạnh cười khổ. Có thế nín chết người nếu là ngày ngày dạng này, còn không bằng đấu võ mồm tới thống khoái đâu. Nhất là Hoàng Bảo Lâm, tỷ tỷ cùng với nàng đấu võ mồm ta tốt xấu còn có thể nghe cái cái vui, như thế buồn bực thật là gọi người khó chịu. Sở di cười đánh nàng, nói ngươi cái này gọi xem náo nhiệt không chê sự tình đại. Vân Thi một tránh, thu lại dáng tươi cười, liền nói với nàng lên chính sự. Tỷ tỷ, ta suy nghĩ mấy ngày, ngươi cùng điện hạ lấy cái trắc phi vị trí đi. Sở Di không khỏi nhíu mày. Làm sao đột nhiên nói cái này? "Tỷ tỷ ngươi nhìn a, à, Vân Thi vạch lên đầu ngón tay cho nàng số, ta nghiêm túc đếm qua, không có gì ngoài ta hiện tại đánh giá không đến ngoài ý muốn, tỷ như Điện hạ đột nhiên có chính sự muốn đi nơi khác bận bịu không tính, ngươi hàng năm nhất định phải cùng Điện hạ tách ra thời điểm cũng chính là ngày lễ ngày Tết cấp bậc lễ nghĩa nhiều thời điểm. Hết lần này tới lần khác tại những ngày này, ngươi không ít thấy không đến Điện hạ." còn phải cùng hậu trạch chư vị tại cùng một chỗ cái này đào thị là năm trước tiến đến sang năm liền lại là chọn năm không chừng lại đi vào cái lý thị vương thị cùng ngươi không qua được đâu ngươi nói chuyện như vậy lại đến một lần dọa không dọa người sở di móng tay keo kiệt lấy bị mặt gật gật đầu là thật hù dọa người cho nên a à. vân thi lời nói thấm thiế phong trắc phi ngươi đến lúc đó liền có việc phải làm hoặc là chính mình thiết yến khoản đại khắc phủ nữ quyến hoặc là liền là cùng thái tử phi cùng nhau đi hoàng hậu nương nương hoặc là thư hoàng quý phi nương nương bên kia tham gia tịch cái này bất luận bên nào không thể so với ứng phó mấy vị kia mạnh a sở di nàng lại nghĩ tới chính mình trước đây thật lâu khuyên nhủ vân thi chuyện khi đó nàng cùng thái tử còn không biết thành khẩn cầm thi công chức mạch suy nghĩ khuyên vân thi một phen cảm thấy mình siêu có đạo lý hiện tại vân thi lấy ra khuyên nàng mà nói kỳ thật cũng cùng hỗn công chức mạch suy nghĩ không mưu mà hợp ngươi đã phía sau có chỗ dựa trong tay có tài nguyên cùng người của phòng làm việc không kiếm nổi cùng đi ngươi liền cầu cái thăng chức mà thăng chức có phòng làm việc riêng công việc hạng mục cũng không đồng dạng trước đó ai không chào đón ngươi như vậy tùy các nàng không chào đón thôi sở di cảm thấy nàng nói rất có đạo lý như có điều suy nghĩ gật đầu đáp ứng có thế về sau ngẫm lại đi nàng lại nghe phạm trù, cái miệng này muốn làm sao cùng thẩm tích mở. Nàng lúc trước giống như đều không có quá cùng thẩm tích muốn quá đồ vật, chủ yếu là xác thực áo cơm không thiếu sót không có gì có thể muốn, mà lại hắn còn thường xuyên chủ động đưa nàng lễ vật. Bây giờ đột nhiên ném cho nàng như thế cái, mục tiêu, nàng quả thực không biết nên như thế nào mở miệng. Hết lần này tới lần khác cái mục tiêu này nó thật là có hơi lớn, tấn vị đương trắc phi gia, Cùng thái tử đề yêu cầu này đoán chừng cùng bá tổng văn bên trong tiểu kiều thê yêu cầu tổng tài mua một bộ trung tâm thành phố đại bình tầng rơi chính mình danh hạ trình độ cũng không xê xích gì nhiều a, à, Sở Di cảm thấy làm sao đề đều khó chịu. Như thế thẳng đến nàng ra đến trong tháng lúc, nàng đều chưa nghĩ ra làm sao cùng thẩm Tích đề. Mà nàng sang tháng giờ tí cũng chính là hài tử trăng tròn, bình thường lúc này liền muốn cho mẹ để định ra phong thưởng, đích linh gần ngay trước mắt. Sở Di trong lòng khổ sớm biết tại sinh nguyệt hằng thời điểm nàng liền ngoan ngoãn đương trắc phi tốt. Nếu nàng đã làm trắc phi, lần này liền cũng không cần lại gặp cái này tội. Tháng Giêng 28, cách sở di sang tháng tử còn có 3 ngày. Thẩm tích ở buổi tối theo thường lệ tiếng nàng ở cửa phòng sinh, lại là mở miệng liền nói. Ta cho ngươi thỉnh phong trắc phi. Sở di sững sờ, trong lòng vừa định phù hợp A, liền phát giác hắn khẩu khí này cùng lần trước hỏi thăm nàng ý tứ lúc không đồng dạng chỉ là thông báo nàng một tiếng mà thôi nàng liền hỏi câu làm sao đột nhiên nói cái này hài tử muốn trăng tròn vừa vặn tấn phong hắn vừa nói vừa ngồi vào nàng bên giường dạng này ngày sau đến lúc sau tết ngươi liền đến mẫu phi bên kia đi mọi thứ có mẫu phi chiếu ứng tránh khỏi lạc đàn lạc đàn cái này dùng từ khiến cho sở di một trận hậm hực cảm thấy có vẻ giống như hắn không tại nàng liền tiến vào bàn tơ động thời thời khắc khắc muốn bị yêu tinh nhóm phân thay. Sau đó nàng thản nhiên gật đầu thừa nhận. Tốt như vậy. Ngày đó Vân Thi đề cập với ta đầy miệng, ta trong mấy ngày qua cũng một mực đang nghĩ nếu có thể đương trắc phi liền tốt, nhưng liền. Một mực chưa nghĩ ra nói thế nào. Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác được ánh mắt của hắn trở nên phức tạp. Nàng cùng hắn nhìn nhau, hắn khóa lại lông mày nhìn nàng một hồi lâu, tại nàng trên trán gãy một cái cái này có cái gì khó mà nói ngươi cùng ta còn che giấu không phải sở di cắm đầu vào cái trán ta chính là cảm thấy không tốt lắm ý tứ liền không có ý tứ gì khác liền là ngại ngùng mà thôi vẫn là cầm cái kia trung tâm thành phố đại bình tần đến tương tự nàng cảm thấy coi như không phải cùng bá đạo tổng tài là cùng người khác muốn nàng cũng không mở miệng được a à, cùng cha ruột nàng đều không mở miệng được nhưng thẩm kích trong lòng hiển nhiên là không có đem cái này coi ra gì, ngược lại bị nàng cái này xoắn suýt bộ dáng chọc lấy trái tim. Hắn thế là nâng lên cầm của nàng, đối diện liền bẹp hôn một cái đi. Mù ngại ngùng, có phải hay không có thai những ngày qua xa lạ? Qua một tháng nữa ngươi chờ. Sở di lập tức hai gò má đỏ bừng. Ra trong tháng qua một tháng nữa, bình thường thân thể liền không có gì đáng ngại, liền có thể hành phòng tác giả có lời muốn nói. Giống như thời gian rất lâu không có thêm đưa hồng bao. Tấu chương ngẫu nhiên đưa 100 cái hồng bao ngày mai phải bồi bằng hữu đi xem bệnh, đổi mới đoán chừng sẽ khá trễ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 85 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com sắc lập sở di vì trắc phi ý chỉ tại hài tử trăng tròn lễ ngày đó liền xuống tới bất quá chính thức sắc phong lễ còn muốn đang chờ mấy ngày đến ngày tốt lại nói trăng tròn ngày này đông cung trên dưới đều rất náo nhiệt lui tới tân khách nối liền không dứt bình an sinh con lại được trắc phi phong vị sở di không thể nghi ngờ là hạp cung tiêu điểm liền xem như chính phi cấp bậc mệnh phụ nhóm cũng đều sẽ tới trước nàng nơi này nói một tiếng chúc lại đi thái tử phi bên kia tham gia yến nghỉ ngơi một tháng sở di đương nhiên cũng cao hứng, bất quá nàng lúc này sinh non vốn là có bị thương lấy, nghỉ ngơi một tháng này lại hoàn toàn tùng dùng sức, cái này cả một ngày ăn mừng thật sự là đem nàng mệt đến ngất ngư. Chạng vạn tối lúc đưa tiễn tân khách sau, nàng căn bản là vào nhà liền ghé vào trên giường. Thanh Ngọc cùng Bạch Ngọc cười nhạo lấy tới cho nàng nắng eo án chân, trong miệng nàng hàm hồ khoát tay. Đừng! Đừng nhúc nhích ta, ta liền nằm một lát, các ngươi đừng quản. Thanh Ngọc mở miệng đang muốn khuyên, thẩm tích vừa vặn đánh màn tiếng đến, hai người vội lui đến một bên, thẩm tích ngồi ở mép giường tại nàng trên lưng vỗ vỗ. Mệt mỏi. Ân. Ừ. Sở di bên cạnh ứng bên cạnh kéo ngáp, mệt mỏi điên rồi, buổi sáng ngày mai ta liền muốn khôi phục chạy vòng, bằng không thì cũng quá phế vật. Khôi phục chạy vòng, thẩm tích nghe xong bốn chữ này liền cười nàng cái kia mỗi sáng sớm đều muốn vòng quanh viện tử chạy vài vòng thói quen cũng không biết là đánh ở đâu ra, nhìn không hề giống sở gia ra tiểu thư khuê các sẽ làm sự tình, mấy năm này nàng lại vẫn luôn kiên trì đến nghiêm túc. Đương hạ hắn kỳ thật thật muốn nói, cũng làm trắc phi, đừng làm như thế không văn nhã chuyện, nhưng nghĩ nghĩ lại vẫn là không có quan tâm nàng, dù sao nàng chỉ là tại chính mình trong viện chạy mà thôi, có làm hay không trắc phi cũng đều không tới trước mặt người khác mất mặt đi. Hắn cũng không chê nàng điểm ấy thói quen nhỏ, bí mật liền để nàng khoan khoái, điểm cũng không có gì không tốt. Thẩm Tích liền một bên không có thử một cái cho nàng án eo vừa nói. "Ai, tên của hài tử ta nghĩ kỹ a." À? "Ai?" Sở Di đột nhiên xoay người ngồi xuống, "Ngươi lên sao?" Năm hài tử danh tự, bình thường đều là hơn trăm nhật lúc lễ bộ tuyển mấy cái hiện lên cho hoàng thượng, hoàng thượng chọn một cái đến hạ chỉ. Thẩm Tích lại gật gật đầu ta cùng phụ hoàng đề cập qua phụ hoàng đồng ý để cho ta lấy bất quá chính thức hạ chỉ còn là muốn chờ đến trăm ngày nhưng chúng ta trước tiên có thể kêu sở di nga một tiếng kêu cái gì thẩm tích hỏi nàng nghi chữ có được hay không sở di ngẫm lại nghi thủy nghi thật sao thủy bộ thêm cái cân cái gì ngụ ý thẩm tích cười âm thanh Đứng dậy đi đến án vừa đi nâng bút chấm mực, đem cái này chữ viết xuống tới, lại quay trở lại tới bắt cho nàng nhìn. Ngươi nhìn a." À. Hắn chỉ vào cái kia cân nói, "Ta tích trong chữ cũng có cái cân, âm đọc bên trên, nghi lại cùng của ngươi Di đồng dạng." Sở Di tỉnh ngộ ở giữa hai gò má phím hồng. "Cái này ngụ ý không cần hỏi nữa, dùng thế kỷ 21 mà nói nói, đại khái liền là tình yêu chứng kiến." nàng đối danh tự này tự nhiên hài lòng, chợt gật đầu. Ta thích. Liền cái này. Thẩm tích nhất thời rất có điểm đắc ý, lại ra vẻ phong khinh vân đạm gật đầu. Vậy ta ngày mai hiện lên cho phụ hoàng. Đông cung nhị công tử danh tự liền dạng này định ra tới, thẩm nghi. Án lấy thái tử phi sở xuất đại công tử nhũ danh là A Tế tới nói, thẩm nghi phải gọi A Nghi. Bất quá sở di lại cho hắn cá biệt nhũ danh, gọi mặt trời nhỏ. Thẩm Tích sau khi nghe xong suy nghĩ một chút, nói với nàng làm đệ đệ phải biết che chở tỷ tỷ, không bằng đổi gọi ngôi sao nhỏ, cái gọi là chúng tinh phủng nguyệt. Nhưng Sở Di không làm. "Ngươi nói ai là tiểu Tinh Tinh?" Hai cái từ âm hoàn toàn tương tự, Thẩm Tích bị nàng giữ dằn chất vấn về sau hảo hảo sửng sốt một chút mới phản ứng được, ngược lại cười ngược lại ở trên người nàng. "Ngươi suy nghĩ cái gì a?" À? Sở Di hừ lạnh quay đầu dù sao không được kêu tiểu tinh tinh về sau khẳng định sẽ bị hài tử cùng lứa nói đùa ngay trước mặt không nói bí mật cũng sẽ nói tiểu hài tử ở giữa lẫn nhau lên ngoại hiệu phần lớn thời gian cũng không có ác ý nhưng bị gọi ngoại hiệu người có thế chưa hẳn cao hứng làm hài tử mẫu thân nàng cảm thấy vẫn là phải phòng ngừa một chút loại này rõ ràng sẽ bị lên ngoại hiệu danh tự thẩm tích cuối cùng bên cạnh là không ngừng cười bên cạnh là đáp ứng nàng tiếp lấy lại tràn đầy phấn khởi kêu trương tế tài tiến đến, nhưng trương tế tài đi tìm hai khối tốt ngọc đánh thành ngọc bội, hai khối bên trên muốn khắc đồng dạng chữ. Minh. Nhật Nguyệt vì Minh, để bọn hắn hai tỷ đệ một người một khối, cùng nhau thật tốt lớn lên. Nghi Xuân Điện bên trong, Triệu Cẩn Nguyệt tại đưa Tiễn Tân khách sau cũng mệt mỏi đến quá sức. Nhưng là có chút kỳ quái, loại này xã giao mang tới mỏi mệt nàng đã lịch rất nhiều lần, đã sớm nên thích ứng hôm nay lại cảm giác mệt mỏi không thở nổi nàng cảm thấy hết thảy chung quanh đều rất buồn bực buồn bực đến làm cho nàng cảm thấy kiềm chế nàng ngủ tạng lục phủ đều bị quấy đến không thoải mái nhưng nàng muốn khóc vừa khóc không ra sở thị là trắc phi sở thị đến cùng vẫn là làm trắc phi trắc phi cùng cái khác thiếp thất có nhiều khác biệt ngược lại cùng chính phi càng thêm tiếp cận đông cung bên trong sự vụ phía ngoài giao tế xã giao Trắc phi đều muốn cùng theo ứng đối. Triệu Cẩn Nguyệt cảm thấy một loại trước nay chưa từng có lo nghĩ. Kỳ thật Sở thị cũng không phải đông cung đầu một vị trắc phi, sớm tại Sở thị được sủng ái trước đó, Từ thị đã làm qua trắc phi. Lúc ấy Từ thị cũng đi theo nàng xử lý các loại sự vụ, nàng không thích Từ thị, lại cũng không từng có trước mắt loại này lo nghĩ khẩn trương. Triệu Cẩn Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì là bởi vì từ thị lúc ấy cũng sẽ không dao động địa vị của nàng A, giống như cũng không phải, bởi vì liền xem như sở thị, kỳ thật cũng sẽ không dao động địa vị của nàng. Thái tử chính phi xưa nay không là dựa vào thái tử yêu thích liền có thể phế trước, nàng dưới gối lại còn có A tế cái này trưởng tử. Thẩm tích đối A tế lại một mực coi trọng, nàng dù ngẫu nhiên cũng đều vì sở thị sinh con mà cảm thấy bất an, nhưng càng nhiều thời điểm, nàng vẫn là vững tin địa vị của mình sẽ không dao động có thế nàng vẫn là không hiểu lo nghĩ, không hiểu phẫn nộ, không hiểu cảm thấy thở không lên bắt đầu. Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì đâu. Triệu Cẩn Nguyệt mờ mịt tiền tư hậu tưởng, cuối cùng lại ẩn ẩn cảm thấy, cái này giống như hồi nhỏ mình thích đồ chơi bị trong nhà thứ muội cướp đi lúc cảm xúc. Khi đó, nàng chính là thất vọng mất mát lại vô cùng phẫn nộ. Nàng một lần đang nghĩ, nhất định phải đem đồ vật cướp về không biết qua bao lâu nàng mới đem dạng này giận dữ nhẫn trở về. Trong nháy mắt lại qua gần nửa tháng, 14 tháng 2, chính là sở di sắc phong ngày tốt. Sở di ban đầu nghe nói thời gian này lúc cảm thấy thật sự là xảo, đặt tại hiện đại nó liền là lễ tình nhân mà. Tiếp lấy mới phản ứng được cái này 14 tháng 2 nhưng thật ra là âm lịch, mà lễ tình nhân là dương lịch. Nhưng dù là như thế, nàng vẫn như cũ cảm thấy ngày này tuyển đến ngọt ngào, nhưng nàng rất thích. Đi sắc phong lễ địa phương ngay tại nàng chỗ ở lục ý các bên trong, bất quá là thượng nghi cục kém người tới vì nàng đi, toàn bộ nghi trình vẫn là lộ ra phi thường trang nghiêm. Sở Di mặc vào trắc phi cắt phục thụ lễ. Đây cũng là nàng lần đầu tiên mặc cắt phục, trắc phi trở xuống phổ thông phi thiếp cũng không cần có mặc cái gì trọng yếu trường hợp, liền cũng không có các phục muốn mặc. Nghi trình trước trước sau sau dùng gần một canh giờ, lễ thôi, Sở Di xuất một đám cung nhân cùng nhau khấu tạ thánh ân sau đó tự mình đưa mấy vị hoạn quan cùng nữ quan ra ngoài. Vừa đi đến cửa miệng, mấy vị hoạn quan nữ quan lại cùng nhau hạ thấp đi một đoạn. Sở di nhìn chăm chú nhìn lên, nguyên là thẩm tích tại ngoài cửa viện đứng đấy đâu. Điện hạ. Nàng cũng phúc phúc, thẩm tích vất tay lui đám người, tiến lên chấp lên nàng tay, quan sát nàng một hồi. Sau đó hắn mười phần nghiêm túc nói. Ngươi xuyên các phục cũng nhìn rất đẹp. Kia là sở di không cần mặt mũi một chút ta mặc cái gì không dễ nhìn thẩm tích xùy thanh mà cười nắm trên tay nàng nhẹ tay nhéo nhéo đi thôi ta cùng ngươi cùng nhau đi hướng mẫu hậu mẫu phi vấn an sở di gật gật đầu cảm thấy có hắn cùng nhau nàng liền có thể chẳng phải khẩn trương nhưng mà đi đến thông hướng hậu cung cung trên đường lúc trong nội tâm nàng đột nhiên có một chút như vậy cảm khái thật dài cung trên đường không có người nào cung nhân đều xa xa đi theo ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ có bên cạnh nàng nàng đột nhiên rất văn nghệ cảm thấy cái này cung đạo tựa như cả đời ảnh thu nhỏ nàng hy vọng nàng có thể cùng hắn đi đến cuối cùng thế là nàng tay không tự giác thò vào trong lòng bàn tay hắn bên trong dạng này dưới ban ngày ban mặt dắt tay mà đi kỳ thật không tốt lắm thẩm tích liền vô ý thức một tránh tả hữu nhìn lên gặp không còn ngoại nhân vẫn là cười nhẹ lấy cầm nàng tay thế nào hắn ngậm lấy cười hỏi nàng sở di hít thật dài một hơi ngưỡng vọng chân trời. Cảm giác cuộc sống. Hắn không khỏi lại cười thanh. Nói nghe một chút, cùng nhau cảm khái. Ai? Nói cũng không biết nói thế nào. Nàng chết miệng một cái, liền. Nghĩ như thế cùng ngươi cùng đi, thưởng xuân đi thu đến, nhìn hoa tàn hoa nở. Nàng cảm thấy nàng thuyết pháp này rất lãng mạn, nói xong bên cạnh mắt nhìn lên, đã thấy nụ cười trên mặt hắn ngược lại phai nhạt nàng hơi sững sờ, hỏi hắn làm sao vậy, hắn lại lần nữa cười lên, nhưng lắc đầu không chịu nói. Nói mà, đừng sâu người khẩu vị. Sở di bị váy dài che tay lặng lẽ bóp hắn, thẩm tích lập tức nắm tay rút đi. Sau đó hắn vừa nhìn bị bóp đỏ mu bàn tay bên cạnh thoa lấy nàng cười khổ. Ngươi cái hãng phụ. Tiếp lấy còn nói, ta lại đột nhiên nhớ tới ngươi sinh A nghi chuyện ngày đó, ngày đó Thái Y không ngừng cùng ta nói bóng nói gió nói ngươi khả năng không sống nổi. Ngươi mới nói chuyện lời kia, ta liền đang nhớ ngươi như cái kia ngây thơ không có, ta hôm nay sẽ là cái dạng gì? Hãng phụ sở di bị hắn nói đến trong lỗ mũi chua chua, miếm chặt môi mỏng chậm rất lâu mới lại mở miệng nói, đừng nghe Thái Y nói mò, ta ngày đó có thế một chút không có cảm thấy mình muốn xong. Cũng liền nói một câu như vậy, cái kia cổ vừa ấn xuống chua xót liền lại phản trở về nàng lập tức trong mắt đỏ hoe, có thế trở ngại một hồi còn muốn hướng hoàng hậu cùng thư hoàng quý phi hành lễ lại không thể khóc, vội vàng trợn tròn trong mắt dùng sức nhìn bên cạnh tường đỏ. Thẩm tích phát giác được nàng cảm xúc tranh thủ thời gian hống nàng. Không nói không nói, ta sai rồi. Hắn vừa nói vừa lại nhìn quanh bốn phía một vòng, gặp vẫn là không có ngoại nhân, liền đem nàng ôm vào trong ngực tiếp tục hống, ngoan a, à, hôm nay cũng không thể khóc. Hắn trong mắt nhìn xem, tránh đi nàng miêu tả tinh xảo trang dung, tại nàng sau tai nhẹ nhàng mút một chút. Nhưng hôn nơi này thật làm cho xương người xốp giòn. Sở di đầu vai không cách nào khống chế rung lên, bỗng dưng liền cười. Đi ra, để cho người ta nhìn thấy nhiều mất mặt. Cuối cùng hai người đến cùng là mỉm cười đến khôn ninh cung trước. Hoàng hậu không nhiều gặp bọn họ, sở di theo quy củ tại cửa đại điện dập đầu cái đầu liền cáo lui. Thẩm tích lại mang nàng đi giật khôn cung, Thư hoàng quý phi đã sớm chờ ở nơi đó, nghe nói bọn hắn tới, lập tức gọi cung nhân mời bọn họ vào nhà. Sở Di còn là cẩn thận đi đầu đại lễ, lễ thôi, thư hoàng quý phi lập tức gọi người dìu nàng. Vừa sang tháng tử không lâu lại nên vì sắc phong lễ bận rộn, cũng vất vả ngươi. Thư hoàng quý phi ngoắc nhường nàng ngồi vào bên người, đầy rẫy đều là ý cười, buổi trưa lưu lại một đạo dùng bữa đi, bản cung muốn theo ngươi nhiều lời nói chuyện. Sở di nghe vậy liền muốn gật đầu, bên cạnh thẩm tích lại trước nàng một bước thốt ra. Chỗ ấy thần cũng nhiều đợi một hồi. Thư hoàng quý phi bất đắc dĩ nhạt mắt thoa quá khứ, trong lòng tự nhủ thế nào, ngươi còn sợ ta đột nhiên biến thành ác bà bà A. Hắn thật đúng là hộ sở thị hộ đến thực chất bên trong đi. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao, A à A à Đác. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 86 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm tích đương nhiên không lo lắng mẹ của mình lại đột nhiên biến thành ác bà bà, nhưng hắn cũng quả thật có chút không yên lòng sở di. Chủ yếu là ngày bình thường hắn cùng sở di cùng nhau dùng bữa thời điểm, bầu không khí quá tùy ý. Bọn hắn thuận miệng nói chuyện phím, lẫn nhau gấp thức ăn, cũng không cần cung nhân phụng dưỡng. So sánh với nhau dực không cung bên trong quy củ đến cùng nhiều một ít, hắn sợ sở di không được tự nhiên, có hắn tại tốt xấu có thế hòa hoãn một chút. Kết quả một bữa cơm ăn đến, mẹ chồng nàng dâu hai cái trò chuyện vui vẻ, không có hắn chuyện gì. Thư hoàng quý phi lúc không thường nói với sở di cái nào đạo đồ ăn ăn ngon, sở di liền nếm thử, cảm thấy ăn ngon liền khen, cảm thấy ngọt mặn phai nhạt cũng trực tiếp bình luận hai câu trên bàn còn có đạo đốt việc đặc biệt sở di đặc biệt thích, lần lượt khen hai lần, thư hoàng quý phi một cao hứng liền nói nhường sở di đem đầu bếp mang đi. Sở di tranh thủ thời gian khoát tay. Không được không được. Đến vấn an còn mang cái đầu bếp đi tính chuyện gì xảy ra. Lại nói, thư hoàng quý phi người bên cạnh đều có địa vị cao, đến nàng chỗ ấy, phòng bếp nhỏ là về ứng tuyền quản vẫn là về cái này mới tới quản, nếu như về mới tới quản, ứng tuyền trong lòng không thoải mái quá bình thường, nếu như về ứng tuyền quản, khi đối cái này mới tới mà nói lại tính xuống trước đi. Bất quá nàng cũng không hoàn toàn bác thư hoàng quý phi hảo ý, cười còn nói. Ngày nào như phạm vào thèm, thần thiếp liền đến nương nương chỗ này ăn trực tới. Tốt tốt tốt. Thư hoàng quý phi quả nhiên mặt mày hớn hở, mang theo bọn nhỏ một đạo tới. Bản cung A, thích nhất cùng hoa nghi nguyệt hằng hai cái tiểu nha đầu dùng bữa thẩm tích ở bên cạnh cắm đầu ăn đồ ăn hắn làm sao đột nhiên cảm thấy đông cung người khắp nơi ăn chực đâu từ sở di nghĩ kế nói nhường bọn nhỏ đi thêm bồi bồi phụ hoàng bắt đầu bọn nhỏ liền cách mỗi sáu bảy nhật liền muốn bị phụ hoàng gọi đi một đạo dùng bữa mặt trăng nhỏ đi đến còn muốn càng nhiều hơn một chút mà lại mỗi lần trở về đều có thể thuộc như lòng bàn tay cho bọn hắn báo một lần hôm nay lại ăn món gì ăn ngon hiển nhiên rất hưởng thụ ngự thiện phòng tay nghề lúc này tốt hơn làm mẹ muốn bắt đầu đến giật khôn cung dùng bữa, đương nải nải lại điểm danh còn muốn tôn nữ cùng đi. Thân là hài tử cha ruột. Thẩm tích có chút lo lắng Nguyệt Hằng sẽ bị dưỡng thành cái tiểu mập nha đầu A. Bất quá hắn nghĩ nghĩ Nguyệt Hằng đương hạ dáng người, lại cảm thấy nhất thời còn không cần quá lo lắng điểm này. Có thể là bởi vì hắn cùng sở di cũng không quá dễ dàng duyên cớ đi, Nguyệt Hằng mặc dù rất có thể ăn, nhưng cũng vẫn là hơi gầy sở di tại lúc này cho hắn kẹp một đũa đồ ăn đồng thời dưới bàn dùng mũi chân đụng đụng hắn làm sao rồi tại sao không nói chuyện thẩm tích ngẩng đầu vô ý thức mắt nhìn thư hoàng quý phi thư hoàng quý phi nhưng cũng đi theo hỏi liền là hôm nay là sở di ngày tốt lành ngươi làm sao ngược lại rầu rĩ không vui thẩm tích hắn liền dư thừa đãi ở chỗ này cùng các nàng ăn cơm hừ ăn cơm xong lại nhỏ ngồi một hồi, thẩm kích cùng sở di liền từ giật khung cung bên trong cáo lui. Thư hoàng quý phi trên mặt còn mang theo cười, bên người trưởng sự tình ma ma đánh màn tiến đến, tại nàng bên cạnh người khẽ chào. Thư hoàng quý phi nhếch trà dơ lên mắt cười. Ngươi cùng nhạc ma ma tán gẫu qua rồi. Tán gẫu qua. Chưởng sự tình ma ma đê mi thuận nhãn, nàng nói sở trắc phi là cái khí quyển, mặc dù được sủng ái nhưng chuyện lớn chuyện nhỏ hẳn là cũng đánh thật tốt, xin ngài không cần phải lo lắng. Thư hoàng quý phi thang khẽ khẩu khí. Bản cung nhìn cũng là dạng này. Nàng tổng cộng cũng chưa từng thấy qua sở trắc phi vài lần, lần trước gặp cũng liền nói như vậy mấy câu, lúc này là lần đầu đứng đắn có chỗ ở chung. Nhưng cho dù chỉ có một lần, nàng cũng cảm thấy cái này sở thị là cái dạy người thư thái người, tối thiểu so triệu thị để cho người ta thư thái nhiều tại trong đông cung chịu trách nhiệm sự tình người ở chung bắt đầu để cho người ta thư thái là rất quan trọng bởi vì nàng muốn xử lý không chỉ là hậu trạch sự vụ còn có cùng cái khác nữ quyến xã giao triệu thị tính tình trong hậu trạch cố gắng không ra được đại sự nhưng giao tế bên trên rất dễ dàng để cho người ta bất mãn điểm này thẩm kích nhất định cũng rõ ràng hiện nay sở thị làm trắc phi liền có người có thể đề triệu thị làm chuyện này sắc phong lễ ngày kế tiếp một sáng phía dưới phi thiếp theo lễ muốn đi hướng trắc phi vấn an sở di liền đành phải sớm lên cũng không tốt cùng ngày thường đồng dạng đi trước chạy vòng quy củ án phẩm đại trang sau đó an vị trong phòng chờ đợi đến thanh ngọc tiến đến bẩm nói tất cả mọi người đến đông đủ nàng liền đi ra ngoài dưới mắt trong đông cung loại trừ nàng cùng thái tử phi đúng lúc là thừa sáu người sáu người phân ngồi tại nhà chính hai bên gặp nàng tới cùng nhau rời ghế làm lễ. Loại này nghi thức cảm giác khiến cho sở di rất có điểm khẩn trương, nàng kiềm chế cảm xúc, chính mình đi trước chủ vị ngồi xuống, sau đó mới gật đầu. Đều ngồi đi. Đám người ngồi xuống trở về, kỳ thật thẳng đến lúc này sở di mới tính chân chính điều chỉnh tốt tâm tình, dương mắt nhìn một chút bốn phía. Nàng thế là lúc này mới phát hiện, trên thực tế sáu cái liền đến năm cái nhất tới gần nàng hai chỗ ngồi bên trên hẳn là theo thứ tự là Vân Thi cùng Từ Thị hai cái lương đệ, nhưng Từ Thị bên kia là trống không, chỉ có Vân Thi tại. Nàng liền hỏi một câu. Từ lương đệ đâu? Từ lương đệ nói thân thể khó chịu, trước hết không tới. La Bảo Lâm hồi nói. Nói cho hết lời, La Bảo Lâm liền lòng tràn đầy đều chờ đợi xem náo nhiệt. Cái gì thân thể khó chịu? dù sao cũng là bởi vì chính mình lúc trước cũng là trắc phi trước mắt không nguyện ý hướng mới trắc phi thấp cái này đầu thôi đây không phải cố tình tìm cho mình không thoải mái a à, la bảo lâm xem chừng sở trắc phi quan mới nhậm chức hiện tại đang lo tìm không ra cơ hội phát ba cây đuốc đâu nhưng mà thượng tọa sở trắc phi lại chỉ chọn một chút đầu cái kia nhường nàng thật tốt nghỉ ngơi dứt lời liền lại nhìn về phía phía bên phải cuối cùng sử thị đào thị sự tình Sử Bảo Lâm cũng bị thương, dưỡng hảo A. À. Sử thị vội vàng rời ghế sâu phút. Nguyên cũng chỉ là chút trầy da, thái y uống thuốc, sớm đã vô ngại. Chính là. Sử thị nói đến chỗ này rõ ràng có chút do dự, sở di vừa muốn hỏi, chỗ gần vân thi trước tiên là nói về lời nói. Ta biết sử Bảo Lâm muốn nói cái gì, trễ chút thời điểm ta cùng tỷ tỷ nói đi. Sở di gật đầu, sử thị lại phúc phúc, an vị trở về lại nói thành dạng này sở di tự nhiên vội vã đem không nghe xong sự tình nói xong mà lại cũng lười nói thêm cái gì râu ria lời khách sáo liền dứt khoát nhường tất cả mọi người trước cáo lui miễn cho thời gian lâu dài đều cảm thấy xấu hổ còn lại bốn người liền đều được thi lễ đi vân thi ngồi ở đằng kia đợi đến các nàng đều rời đi sau nhường thanh ngọc đóng lại cửa rất có điểm bất an nhỏ giọng nói với sở di vừa rồi ngươi ra trước các nàng một mực tại trò chuyện nói trong đông cung gần đây Nháo quỷ đâu? A. À. Sở Di bị bất thình lình kinh khủng đề tài khiến cho một quái lạ, làm sao lại nháo quỷ? Vân Thi khóa mi. Tỷ tỷ nói sao? Nhà. Sở Di tỉnh ngộ, đào thị. Các ngươi cảm thấy là nàng. Ta cũng là vừa nghe nói a. À. Vân Thi buông tay, về phần là ai, là thật giả, ta chưa thấy qua. Đương nhiên là giả, Sở Di kém chút thốt ra tái bút lúc nhịn được. Những này thần thần quỷ quỷ đồ vật nàng là thật không tin, nhưng đó là bởi vì nàng là tại cờ đỏ năm sao hạ lớn lên chủ nghĩa duy vật thiếu nữ. Mà vân thi các nàng, bao quát thẩm tích ở bên trong, lại cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít thật tin. Đây là hoàn cảnh lớn lên mang tới văn hóa khác biệt, ai cũng đừng chê cười ai, đồng thời ai cũng đừng nghĩ cải biến ai. Sở di liền tiếp lấy nhường vân thi cho nàng tám trở về lúc nào a à, gián dấp ra sao a à. cái này không rõ lắm dù sao các nàng nói đến rất mơ hồ vân thi chật chật miệng chính là ngươi nhớ kỹ chúng ta là bốn người cùng nhau được ban cho tiếng đông cung đi ngoại trừ ngươi ta cùng liêu tỷ tỷ còn có cái bạch thị cung nhân nói trắng ra tỷ tỷ bị dọa bệnh ngoài ra còn có phía bắc ba năm cái cung nữ hoạn quan cũng đã gặp quỷ sự tình cứ như vậy truyền ra tới sử thị đâu cùng việc này được bao nhiêu có chút quan hệ liền dọa đến không được vừa rồi nàng nói nàng đều mấy muộn ngủ không ngon giấc nhắm mắt lại đã cảm thấy muốn gặp quỷ phong kiến mê tín hại chết người a sở di bất đắc dĩ nói với vân thi một hồi nhường thái y cho sử bảo lâm mở phó an thần trà việc này ta cùng điện hạ nói một chút ngươi cũng đừng đi theo loạn truyền a ta mới không truyền vân thi biểu môi không phải vạn nhất tìm tới ta làm sao bây giờ ta cũng sợ a sở di phong kiến mê tín đây là phong kiến mê tín a thiếu nữ vào lúc ban đêm sở di liền đem việc này nói cho thẩm tích thẩm tích nghe xong giống như nàng cười bỏ qua tiếp lấy lại có chút không nhanh nhàn không có việc gì loạn cướp cái lưỡi cung nhân nhóm lắm mồm sử thị đi theo náo cái gì ngươi nếu là không cao hứng phạt nàng chính là thế thì cũng không đáng. Sở di nhún vai, ta nhìn nàng cũng không phải yêu gây sóng gió người, đoán chừng là thật sợ hãi thôi. Nói xong nàng liền cùng thẩm tích thương lượng, nói với hắn chuyện này nàng mặc dù không tin, nhưng là đến ổn định quân tâm ta, nếu không ta tìm pháp sư tới làm cách làm, siêu độ một chút đào thị, nhưng tất cả mọi người an an tâm. Thẩm tích gật đầu, bảo ngày mai liền gọi người đến đào thị lúc trước nơi ở niệm kinh đi, niệm bên trên 7749 ngày. Sở di tưởng tượng, nhưng Chu Minh đi trong kho tìm chút đàn một, gỗ đào vòng tay, nhưng hắn tại các pháp sư niệm kinh thời điểm thuận tiện xin nhờ bọn hắn mở ánh sáng, sau đó cầm đi cho hậu trạch phi thiếp nhóm phân, trừ tà. Làm xong những này, sở di liền lôi kéo thẩm tích cùng nhau đi nhìn hai đứa bé. Vừa ra đời hài tử một ngày một cái dạng, thẩm nghi từ trăng tròn bắt đầu, rốt cục miễn cưỡng đạt được tỷ tỷ tán thành. Đệ đệ biến dễ nhìn. Sở di trong lòng ám xoa xoa tính toán đợi thẩm nghi sau khi lớn lên nhất định phải đem cái này cố sự giảng cho hắn nghe, cho hắn biết chính mình đã từng thụ nhiều tỷ tỷ ghét bỏ. Mà lại nàng mười phần vững tin, cái này tiểu buồn cười nhất định sẽ không ảnh hưởng tỷ đệ cảm tình. Bởi vì mặt trăng nhỏ thật là cái tỷ tỷ tốt. Nàng gần đây ngoại trừ đọc sách thời gian bên ngoài, cơ bản đều canh giữ ở đệ đệ bên người, liền ăn cơm đều muốn ngồi tại đệ đệ bên người ăn, còn một lần muốn để đệ đệ cũng nếm thử bị nhũ mẫu ngăn cản đi ngủ càng thường xuyên nghĩ nằm tại đệ đệ bên người ngủ 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 liền vô ý thức muốn ôm chặt đệ đệ bị nhũ mẫu dời thẩm tích cùng sở di đi vào thẩm nghi phòng thời điểm nguyệt hằng cũng chính ghé vào thẩm nghi tiểu cái nôi một bên rất xoắn suýt toái toái niệm ngươi làm sao còn không lớn lên a à? ngươi còn che hắn dáng dấp không đủ nhanh a à? một mực tại cảm tháng tân sinh nhi lớn lên rất nhanh sở di há miệng liền nhã rảnh nữ nhi một câu nguyệt hằng quay đầu mày nhíu lại quá chặt chẽ ca ca liền có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa ta muốn để đệ đệ cũng chơi với ta mà thẩm tích phun cười vậy ngươi là đến chờ một chút sau đó hắn đi qua ôm lấy nguyệt hằng chờ hắn trưởng thành ngươi đến cùng phụ vương mẫu phi cùng nhau dạy hắn a à, muốn để hắn biết tỷ đệ ở giữa muốn tương hỗ giúp đỡ bảo hộ. Mặt trăng nhỏ gật gật đầu, tiếp lấy lại không hiểu nghiêng đầu. Không phải hẳn là ta che chở hắn sao? Các ngươi muốn lẫn nhau bảo hộ. Sở di nhấn mạnh một chút thẩm tích ý tứ, các ngươi là chị em ruột, mọi thứ thương lượng đi. Không muốn tranh đoạt, cũng không cần luôn luôn phương nào một vị nhường nhịn. Giữa người và người cũng liền như thế điểm đạo lý, một phương luôn luôn nhường nhịn quan hệ luôn luôn không thoải mái, nàng cùng thẩm tích là như thế này tỷ đệ ở giữa cũng là đồng dạng đạo lý mặt trăng nhỏ như có điều suy nghĩ lại tiếp tục gật gật đầu trong lòng lại cảm thấy a à, tốt mới lạ nàng đều chuẩn bị kỹ càng về sau muốn để lấy đệ đệ bởi vì đại tỷ tỷ chính là như vậy để cho ca ca tại đại tỷ tỷ trong lòng ca ca giống như đặc biệt trọng yếu bất luận nàng có mơ tưởng cùng nàng cùng nhị tỷ tỷ chơi chỉ cần ca ca có chuyện tìm nàng nàng lập tức đi ngay. Nhị tỷ tỷ vì thế còn không cao hứng quá, cùng đá vân mẫu phi phàn nàng nói đại tỷ tỷ đối với các nàng không tốt, đá vân mẫu phi còn dỗ hai người bọn họ nửa ngày, cho các nàng giải thích đại tỷ tỷ cùng ca ca là chị em ruột, thân thiết hơn một chút cũng là nên. Hiện tại nghe phụ vương mẫu phi nói như vậy. Mặt trăng nhỏ ghé vào thẩm tích trên vai nghĩ nghĩ, hướng sở di đưa tay. Mẫu phi mẫu phi. Hả? Sở di đến gần hai bước, mặt trăng nhỏ nghiêm túc hỏi nàng, vậy ta vẫn cảm thấy nhị tỷ tỷ so đệ đệ tốt, có thể chứ? Sở di sửng sốt một chút, mặc dù cảm thấy nàng cái này hỏi pháp có điểm lạ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy không có vấn đề gì. Nàng cùng hoa nghi dù sao đều là nữ hài tử, nữ hài tử cùng một chỗ có thế đồ chơi so tỷ đệ ở giữa nhiều hơn, cho dù tại hiện đại, khuê mật cảm tình cũng thường xuyên không thua gì tỷ đệ cảm tình nha. Còn nữa, mặt trăng nhỏ đều cùng hoa nghi cùng nhau chơi đùa lâu như vậy, đệ đệ của nàng có thế mới xuất sinh hơn một tháng. Sở di nhân tiện nói. Cái này tùy ngươi a, à, ngươi cùng ngươi nhị tỷ tỷ cũng là người một nhà, không có gì đáng ngại. Ngươi ngày sau có lẽ cũng còn sẽ có những bằng hữu khác cùng bạn chơi, cùng đệ đệ không lẫn nhau khi dễ là được, không muốn lo lắng nhiều như vậy. Tiểu nha đầu từ đâu tới nhiều như vậy lo lắng. Nàng thật là có điểm hiếu kỳ dự định quay đầu thật tốt hỏi một chút mặt trăng nhỏ bình tĩnh mà xem xét nàng cảm thấy mình cùng thẩm tích cho nàng trưởng thành không gian thật rất tự do ngoại trừ sách nhất định phải thật tốt đọc cùng lễ nghi tố chất không thể kém bên ngoài bọn hắn cơ bản không cùng với nàng tạo áp lực tại thẩm nghi xuất sinh trước đó nàng cũng chuyên môn cùng thẩm tích tán gẫu qua nhắc nhở thẩm tích tuyệt đối không thể có tiểu liền không đế ý đến lớn tiểu hài tử có thế mẫn cảm đây cho nên nàng cảm thấy mặt trăng nhỏ ở phương diện này hẳn là hoàn toàn không có đặc thù ý nghĩ mới đúng, hiện nay suy nghĩ những này là ai nói cho nàng biết. Sở di càng nghĩ càng thấy đến vấn đề này rất nghiêm túc. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao, a à a à đát. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 87 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ta liền biết đêm hôm khuya khoắt thái tử tại trong phòng ngủ đi tới đi lui phát ra lửa giống như liền bước chân ở giữa lướt lên gió đều mang hỏa khí làm cho một đám cung nhân đều nơm nớp lo sợ dưới đất thấp lấy đầu sở di ngồi tại giường la hán bên cạnh ngốc nhìn xem hắn đầu đi theo hắn lộ tuyến lúc ẩn lúc hiện không biết khuyên như thế nào hắn nàng là bởi vì lo lắng mặt trăng nhỏ trưởng thành vấn đề sức khỏe mới hỏi tới một chút nàng vì sao lại suy nghĩ nhiều không nghĩ tới sẽ hỏi ra như thế kết quả a à. ta liền biết các nàng triệu gia giáo không ra cái gì ra dáng nữ nhi thẩm tích giận mắng lời nói này đến rất nặng cơ bản cũng là ở ngoài sáng khiển trách thái tử phi không phải sở di vội vàng phất tay nhường cung nhân nhóm đều lui xuống dụng tâm cho nhạc ma ma đưa cái ánh mắt cực khổ nàng đề điểm tốt hơn trên dưới dưới cũng đừng làm cho cung nhân nhóm cầm lời này ra ngoài nói huyên thuyên đợi đến cửa phòng đóng lại nàng đứng dậy đi qua khò khè thẩm tích ngực bớt giận nhi bớt giận nhi thẩm tích cũng ý thức được chính mình mới vừa nói đến quá mức mạnh trầm khẩu khí ngồi vào cái ghế bên cạnh bên trên sở di đứng tại một bên nhìn một cái hắn còn nói ngẫm lại giải quyết như thế nào cũng được nhu lăng cũng còn nhỏ đâu hiện tại tách ra tính tình của nàng cũng chưa chắc liền chuyển không đến Lời tuy nói như vậy, nhưng nàng trong lòng kỳ thật không chắc. Thường nói ba tuổi nhìn tiểu thất tuổi nhìn lão, nhu lăng hiện nay cũng ba tuổi rưỡi, tính tình định không có định hình cái kia thật nói không chính xác. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lại không chắc bọn hắn đương đại nhân cũng phải cố gắng một chút a, à, nhu lăng một đứa bé, cũng không thể một mực như thế ủy khuất xuống dưới. Sở Di thế là xoắn xuýt liên tục, mặc dù cảm thấy lời này chính mình tới nói không thích hợp, lại vẫn là nói thẳng biến thành người khác chiếu cố nhu lăng đi thẩm tích khóa chặt lông mày ta cũng không phải không nghĩ tới lấy triệu gia cho tới nay hình thức phong cách hắn cũng không quá lo lắng thẩm tế nhưng đã sớm lại lo lắng nhu lăng có thể đồng thời hắn cũng không thể không lo lắng thái tử phi thái tử phi như thế tính tình không có việc gì đều có thể nghĩ ra khá hơn chút sự tình tới thật đem nhu lăng từ bên người nàng mang đi không biết nàng sẽ náo ra bao nhiêu có không có nhưng là thôi thẩm tích vẫn lắc đầu giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn hiện nay hài tử là chủ yếu thái tử phi sự tình cuối cùng là bọn họ đại nhân ở giữa sự tình không có đạo lý một mực nhường một đứa bé kẹp ở giữa thụ ủy khuất thẩm tích liền hỏi sở di vậy ngươi cảm thấy đem nhu lăng giao cho ai phù hợp sở di khẽ giật mình nghiêm túc suy nghĩ lấy ta cảm thấy. Nàng trong đầu từ trên hướng xuống số, rất nhanh liền phát hiện việc này rất khó khăn xử lý. Thái tử Phi trở xuống đầu tiên là nàng cái này trắc Phi, có thế nàng dưới gối cũng có hai đứa bé, trong đó còn có một cái vừa ra đời, lại ném cho nàng một cái nàng là thật sợ chiếu cố không tốt. Hướng xuống là Vân Thi cùng từ thị hai cái lương đệ, Vân Thi cũng có hài tử rồi, từ thị cái kia tính tình. Vẫn là không được đi. Lại sau này là ba cái bảo lâm, Hoàng thị, La thị cùng Sử thị, Hoàng thị cùng La thị tính tình nàng cũng chân thực không dám lấy lòng, Đông cung đích trưởng nữ như bị giáo đến miệng cay nghiệt cũng không quá tốt, Sử thị lại tư lịch quá nông cạn, nàng giải cũng có hạn, không biết nàng có thể hay không mang hảo hài tử. Cuối cùng liền là cùng nàng cùng nhau tiến Đông cung phụng Nghi Liêu thị. Đơn thuần phẩm tính, Sở Di Kỳ thật cảm thấy Liêu thị rất tốt, nàng mặc dù tị thế nhưng cũng không quá sợ phiền phức đối hoang nghi cùng Nguyệt Hằng cũng luôn luôn rất thích. Đem nhu lăng giao cho nàng, có lẽ không thể trở nên giống hoang nghi Nguyệt Hằng dạng này hoặc bác, có thế tin tưởng cũng sẽ không giống thái tử phi như thế sợ đầu sợ đuôi. Nhưng vấn đề là lưu thị thân phận chân thực quá thấp, đích trưởng nữ giao cho nàng không quá phù hợp. Thẩm tích ngược lại là có thể nhất lưu thị thân phận, nhưng kỳ thật coi như mang lên bảo lâm cũng vẫn là thấp, một hơi mang lên lương đệ lại không hợp quy củ có thế trước trước sau sau lại tự định giá một lần, sở di vẫn cảm thấy liền nàng đi, liền trực tiếp nói. So sánh dưới, ta cảm thấy liêu tỷ tỷ khá hơn chút. Ngươi nếu có thể nhất nhất thân phận của nàng, nàng hẳn là thích hợp. Thẩm tích cũng đã ở đáy lòng đem người đều điểm quá một lần, ý nghĩ cùng với nàng không sai biệt lắm, khó xử chỗ cũng cùng nàng nghĩ không sai biệt lắm. Hắn liền vẫn là khóa lại lông mày, chần chờ nhẹ gật đầu liêu thị xác thực còn có thể ta suy nghĩ lại một chút hắn chủ yếu là còn phải cùng thái tử phi thật tốt nói một chút thái tử phi cái kia tính tình quá muốn mạng không chỉ có yêu suy nghĩ nhiều vẫn yêu đem sự tình đều giấu ở trong lòng chính mình nghĩ dưới mắt hắn ngược lại cũng không sợ nàng suy nghĩ nhiều khác chỉ là hắn gần hơn hai năm đều chỉ sủng sở di một cái nếu như thái tử phi cảm thấy việc này là sở di xúi dục sẽ không tốt hắn tuyệt không nghĩ hậu trạch bỗng nhiên bốc cháy, càng không muốn lửa này đốt tới sở di trên thân. Thẩm tích liền tạm thời rời đi lục ý cát, đi nghi xuân điện nhìn một chút hai đứa bé. Hai đứa bé đều ngay tại trong sương phòng viết bài tập, đưa lưng về phía cửa không có phát giác hắn vào nhà. Thẩm tích cũng không có lên tiếng, đứng ở phía sau nhìn một hồi, đưa tay liền rút thẩm tế trong tay bút. Bút lông nhất thời tuột tay, từ ngón tay xẹt qua mau đem thẩm tế ba ngón đều nhiễm ra một đạo hắc thẩm tế A à một tiếng gọi, quay đầu nhìn hắn thời điểm mặt đều nghẹn đỏ lên. Đây là luyện chữ mới bắt đầu đều muốn trải qua sự tình, bút có thế bị người rút ra, nói rõ lực đạo còn chưa đủ. Bất quá ba tuổi tiểu hài bút bị rút ra cũng bình thường, dù sao lực lượng cách xa. Thẩm tích liền không nói gì, đem bút đặt xuống đến nghiêng mực một bên, cười cười. Rửa tay đi. Thẩm tế le lưỡi, lập tức chạy. Thẩm tế lại đi đến nhu lăng sau lưng, nhu lăng nhất thời khẩn trương đến liền bút cũng không dám rơi thẩm tích mỉm cười một cái ngươi viết của ngươi nhu lăng lúc này mới mạnh định trụ tâm lại viết hai chữ hắn đưa tay co lại nhu lăng vô ý thức nắm chặt lại vô ý thức trở về đoạt có thế kỳ thật nhu lăng chỉ là một mực không có buông tay mà thôi tay đều treo lên ngòi bút càng là đã rời đi giấy một mảng lớn thẩm tích cười ra tiếng cái này cũng không giữ lời nhu lăng bỗng nhiên buông tay dương mắt nhìn xem phụ thân, lại buồn buồn cúi đầu không nói chuyện. Nàng cái dạng này, cũng là không phải sợ hắn. Bất quá thẩm tích lập tức liền suy nghĩ, nếu như là Nguyệt Hằng hoặc là Hoa Nghi sẽ như thế nào? Cái này, trò chơi, hắn cùng Hoa Nghi chơi qua, vừa lúc Hoa Nghi cũng giống như Nhu Lăng trước đó biết hắn tới, liền chết nắm chặt không buông tay. Về sau hắn nói dạng này không đếm, Hoa Nghi không cam lòng cùng hắn bắt đầu cãi cọ. Giữ lời ta không có buông tay liền giữ lời. Phụ vương khí lực lớn hơn ta nhiều như vậy. Nguyệt Hằng còn nhỏ chút, hắn tạm thời còn không có dạng này thử qua lực đạo của nàng. Bất quá nghĩ đến, lấy Nguyệt Hằng tính tình, khả năng tại chỗ liền sẽ hô to, phụ vương chán ghét. Phụ vương khi dễ người. Đi. Chỉ có nhu lăng, bao nhiêu tại coi là thật cảm thấy mình làm được không tốt. Thẩm tích đem bút cát qua nghiêng mực một bên, sau đó đem Nhu Lăng ôm phóng tới trên đùi cùng nhau ngồi, ôm nàng khen khen. Chúng ta Nhu Lăng luyện được không tệ, kinh lực không nhỏ, về sau nhất định có thế viết ra chữ đẹp. Nhu Lăng tựa như có chút sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn hắn nửa ngày lại cười bắt đầu. Từng. Nhu Lăng so các đệ đệ muội muội viết cũng đẹp. Thẩm tích cười tiếp tục khen, ngày mai hứa ngươi nghỉ một ngày không đọc sách, phụ vương mang ngươi đi ra ngoài chơi, có được hay không? Tốt nhu lăng mừng rỡ ngược lại nhưng lại nhíu mày ta muốn hỏi một chút mẫu phi phụ vương đi cùng ngươi mẫu phi nói thẩm tích vừa nói vừa đem nàng buông xuống lại sờ sờ nàng đầu ngươi tiếp lấy ngoan ngoãn luyện chữ phụ vương cái này đi nhu lăng lại tiếp tục ứng tiếng tốt hai hơi công phu phụ vương liền đi ra ngoài nàng lúc này mới nhớ tới giống như nên hỏi một chút có thể hay không mang a tế cùng đi không phải mẫu phi biết nàng ném chính a tế đi chơi khẳng định không quá cao hứng. Tẩm điện bên trong, thái tử nói đến là đến, nhưng triệu cẩn nguyệt thoáng luống cúng như vậy một chút. Hắn chân thực đã có mấy ngày này không tiếng nàng tẩm điện, bình thường đến đều là nhìn xem hài tử, liền là hai người tại bọn nhỏ nơi đó gặp mặt, cùng đương hạ bầu không khí cũng không đồng dạng. Là lấy triệu cẩn nguyệt mời hắn ngồi xuống lúc đều có chút co quắp, hai người phân biệt tại giường la hán hai bên ngồi xuống, lại là thật lâu đều không nói chuyện thẩm tích kỳ thật rất muốn tốt chiến tốt thắng, nói xong chính sự liền đi. Có thế bởi vì Thái tử Phi rất dễ dàng suy nghĩ nhiều, hắn không thể không nhiều châm trước một phen lời kia nói thế nào phù hợp. Triệu Cẩn Nguyệt bị loại trầm mặt này khiến cho hoảng hốt, trong chốc lát đã thấp thỏm nhìn hắn mấy mắt. Đồng thời, lúc trước cái kia loại giống như hồi nhỏ bị cướp đồ chơi bàn không cam lòng cũng lại phun trào bắt đầu. Nàng bị loại này phun trào treo đến muốn cùng hắn thân cận, không muốn để cho sở thị độc chiếm vị trí đầu. Thẩm tích suy đi nghĩ lại, cảm thấy lục loại ý nghĩ của nàng nói là nghi. Hắn hắn giọng một cái. Cái kia. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía nàng, A Tế gần đây bài tập không sai, lại là trưởng tử, hắn phân lượng nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng. Triệu Cẩn Nguyệt đoán không được hắn ý tứ, do dự gật đầu. Là. Cho nên cô nghĩ đến, nên hảo hảo dạy hắn. Quả thật bài tập bên trên có hàng lâm viện tới tiên sinh, cô cũng sẽ nhìn chầm chầm hắn, có thế trở lại nghi xuân điện, ngươi cái này làm mẹ vẫn là cùng hắn ở chung nhiều nhất người. Là triệu cẩn nguyệt lại lên tiếng. A tế xưa nay là trong nội tâm nàng quan trọng nhất, hắn trịnh trọng như vậy đến cùng nàng nghị A tế sự tình, nàng bất tri bất giác liền thẫn trương lên, bởi vì sở thị mà thành không cam lòng nhất thời cũng không đoái hoài tới. Thẩm tích bất động thanh sắc chậm một hơi hết sức làm được như thường việc này cô cũng tự định giá mấy ngày này đương hạ muốn hỏi một chút ngươi ý tứ cô muốn để ngươi càng toàn tâm toàn ý chiếu cố a tế thay cái dưỡng mẫu chiếu cố nhu lăng ngươi xem coi thế nào a à, triệu cẩn nguyệt hiển nhiên sững sờ đây rốt cuộc vẫn là nàng bất ngờ ngươi không cần nhiều quan tâm dưỡng mẫu sự tình cô sẽ vì nàng tìm kỹ đều là cô hài tử cô sẽ không ủy khuất bất kỳ một cái nào lời này thẩm tích nói đến tâm bình khí hòa, kỳ thực lên cơn giận dữ. Nhu lăng sự tình, hắn coi là thật rất muốn cùng thái tử phi đại phát một trận lửa, nhưng nàng biết nàng dạng này xin lỗi hài tử. Nhưng vì hậu trạch an bình, cũng vì không đem hài tử bị thương lợi hại hơn, hắn không thể không trái lại dỗ dành triệu cẩn nguyệt, làm tốt giống hết thảy cũng là vì A Tế suy nghĩ. Nhưng mà dù là như thế, hắn cũng không ngờ tới triệu cẩn nguyệt chỉ là ngắn ngủi chần chờ một lát, liền gật đầu dạng này cũng tốt cái kia một cái chớp mắt bên trong thẩm tích trước nay chưa từng có tâm đau nhu lăng vậy liền dạng này định hắn hít sâu lo nghĩ lại nói cho thái tử phi ngươi không cần vội vã nói với nhu lăng chờ dưỡng mẫu định ra đến cô nói với nàng hắn chân thực sợ nàng nói lời lại đã thương nhu lăng dứt lời hắn đứng dậy đi ra ngoài đi ra mấy bước nhưng vẫn là không yên lòng liền lại chuyển trở về dứt khoát nói cô đáp ứng nhu lăng ngày mai mang nàng đi ra ngoài chơi đêm nay nhường nàng ở đi cô nơi đó tiếp lấy liền lại lại lần nữa quay người đi chính hành lễ cung tiễn triệu cẩn nguyệt đứng ở tại chỗ ngẩn người trong lòng không hiểu cảm thấy việc này có điểm lạ có thế trái lo phải nghĩ lại nghĩ không ra đến cùng không đúng chỗ nào hắn coi trọng trưởng tử đây là chuyện tốt mà lại cái này an bài tốt giống cũng không có gì sai A tế trên vai có gánh nặng, xác thực nên phá lệ hao tâm tổn trí dạy bảo. Nghi xuân điện bên ngoài, thẩm tích nắm nhu lăng tay nhỏ cùng đi tại cung trên đường, trong lòng càng nghĩ càng nổi giận. Đây coi là cái gì mẫu thân? May mà sở di thận trọng hỏi tới mặt trăng nhỏ, không phải không biết nhu lăng còn muốn ủy khuất bao nhiêu thời gian. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương ngẫu nhiên đưa 60 cái hồng bao, a à a à đát. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 88 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm tích đem nhu lăng an trí đi nguyệt hằng trong phòng, để các nàng hai tỷ muội tạm thời cùng ngủ một đêm, trực tiếp từ trở về sở di phòng ngủ. Sở di xem xét sắc mặt của hắn, liền biết khẳng định tại nghi xuân điện lại xảy ra điều gì nhường hắn không cao hứng chuyện. Quả nhiên, Thẩm tích mang theo hỏa khí hướng trên giường khẽ nghiêng, há miệng liền là. Nhu lăng một ngày cũng không thể lại tại nghi xuân điện chờ lâu. Tại đi nghi xuân điện trước đó, hắn còn cảm thấy việc này có thể tạm hoãn tới. Bởi vì liêu thị mặc dù tính tình cũng được, nhưng luận thân phận chân thực không phải tốt tuyển, đi lên đề cũng không cách nào một hơi nâng lên cao bao nhiêu. Nhưng Thái tử phi phản ứng, nhưng hắn chấn kinh lại phẫn nộ. Sở di giật mình, do dự nói vậy liền thật cho liêu thị sao cùng mới đồng dạng nàng vẫn cảm thấy biện pháp này không đủ chu toàn quả thật nàng biết hiện nay bướng bỉnh cùng thê thiếp đích thứ có khác cổ hủ đến buồn cười hài tử đều muốn trường sai lệch như thế nuôi xuống dưới làm ra bệnh trầm cảm đều không hiếm lạ so sánh phía dưới về mặt thân phận sự tình liền là việc nhỏ còn nữa án thẩm tích ý tứ nhu lăng chỉ là giao cho liêu thị chiếu cố mà thôi tôn thất giấy ngọc bên trên vẫn là thái tử phi Vĩnh viễn sẽ không xuất hiện lưu thị danh tự. Đối nội đối ngoại, nhu lăng từ cũng đều chỉ có thái tử phi cái này một cái mẫu thân. Lưu thị tương lai dù có dưỡng dục nhu lăng công lao khổ lao đáng giá khao thưởng cũng đều sẽ thay lý do, sẽ không cùng nhu lăng dính vào nửa điểm. Thẩm tích làm cha đẻ, cũng có thể có vô số biện pháp đi hiển lộ rõ ràng chính mình đối đích trưởng nữ coi trọng, sẽ không bởi vì dưỡng mẫu mà nhiều người bên ngoài coi thường nàng. Nhưng nàng vẫn là có lo lắng chủ yếu là lo lắng cung nhân nhóm sẽ loạn tước cái lưỡi, truyền đến nhu lăng trong lỗ tai đi. Hắn đi nghi xuân điện trước đó nàng tiến cử liêu thị có chỗ chần chờ, cũng là bởi vì điểm này. Trong đông cung nhiều người như vậy, cho dù lại lập quy củ, muốn quản ở mỗi người miệng cũng gần như không có khả năng. Cung nhân nhóm tố chất lại cao thấp không đều, nàng đều có thể nghĩ đến bọn hắn có thể sẽ nói cái gì. Thật tốt đích nữ cho tiểu thiếp nuôi, điện hạ có phải hay không không thích đứa nhỏ này. Dù sao cũng là vì đại công tử, cũng thế, đích trưởng nữ lại quý giá, như thế nào địch nổi trưởng tử trọng yếu. Những lời này xuất hiện đều không kỳ quái. Chỉ cần rơi xuống nhu lăng trong lỗ tai một câu, lực sát thương như vậy đủ rồi. Đương nhiên, loại lời này tối đa cũng bất quá tại cung nhân ở giữa truyền một truyền. Đợi đến thẩm tích kế vị, nhu lăng tóm lại là tôn quý đích công chúa, Triều thần cũng tốt, nữ quyến cũng được, bị điên mới có thể bởi vì liền hoàng đế đều không thừa nhận dưỡng mẫu sự tình xem nhẹ nàng. Huống chi thời đại này kia là từ đầu đến đuôi, quân quân thần thần phụ phụ tử tử, liền là cái tiểu đáp ứng sinh hạ nữ nhi cũng là nghiêm chỉnh hoàng công chúa, ngoại nhân dám có bất kính gọi là phạm thượng. Thế kỷ 21 xã giao trên bình đại đích thứ thần giáo có thể mồm mép đụng một cái đối đích thứ có khác tiến hành trừ tượng yêu ma hóa nhưng sống ở xã hội phong kiến người cũng không dám vượt qua trí cao vô thượng quân quyền đi ghét bỏ công chúa. Nhưng dù nói thế nào, đây hết thảy điều kiện khách quan cùng chính nhu lăng tâm tư đều vẫn là muốn tách ra tính. Nàng còn như vậy nhỏ, nếu như hiện tại nhường nàng nghe được những cái kia chỉ trích, nàng không có chút nào phân biệt năng lực. Những cái kia chỉ trích liền sẽ giống một viên hạt giống bình thường vùi vào trong nội tâm nàng, đi theo nàng cùng nhau lớn lên, đợi đến nàng có phần phân biệt năng lực thời điểm, sợ là rút cũng rút không ra sở di cảm thấy tuyệt không thể nhường tiểu hài tử tại tự ti bên trong lớn lên nếu là như thế có lẽ còn không bằng nhường thái tử phi đem nàng dưỡng thành cái đỡ đệ ma nàng đem những này lo lắng từng câu nói cho thẩm tích nghe thẩm tích nghe thanh âm của nàng vừa mới mang vào hỏa khí từ từ tiêu tan chút bất lực than thở sau nói ra vẫn là đi nghi xuân điện trước cũng đã nói câu kia ta suy nghĩ lại một chút hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ nhu lăng hiện nay chân thực quá làm cho người ta đau lòng rõ ràng thân phận so hai cái muội muội cũng còn muốn cao chút lại tuổi còn nhỏ liền bị lấp nhiều như vậy tâm sự đây không phải hắn đích trưởng nữ nên có dáng vẻ thân phận vấn đề hắn cũng không lo lắng hắn tương lai là nhất quốc chi quân hiện nay cũng là trữ quân muốn để ngoại nhân biết đích nữ quý giá với hắn mà nói rất dễ dàng triều thần dòng họ cũng đều không phải người ngu nhưng hắn đến thừa nhận, sở di mà nói không phải không có lý. Có một số việc đối bọn hắn những này đại nhân mà nói hạ bút thành văn, nhưng đối nhu lăng tiểu hài tử này tới nói không phải như thế. Nàng nghe được cái gì chính là cái gì, không thể nhận cầu nàng tại cái tuổi này liền có xem thỏa thích toàn cục sau lại làm phán đoán năng lực. Thẩm tích nhắm mắt lại trầm ngâm thật lâu, trước cục tại bối rối đánh tới lúc mơ hồ có chút ý nghĩ như vậy. Bất quá đây cũng chính là tạm thời ngẫm lại, hắn liền ngủ trước, dự định hết thảy cũng chờ ngày mai bồi nhu lăng chơi xong lại nói. Sáng sớm hôm sau, thẩm tích liền đẩy hết thảy chính sự, mang theo nhu lăng ra đông cung. Hoa nghi cùng Nguyệt Hằng nghe nói tỷ tỷ muốn ra ngoài chơi, tự nhiên cũng nghĩ cùng ra ngoài, thẩm tích cũng không phải không muốn mang các nàng, nhưng hôm nay lần này du ngoạn dù sao cũng là cho nhu lăng ban thưởng, hắn liền, cương trực công chính ai cũng không mang. Hắn cùng Nhu Lăng đi trước thuần thú tư nhìn một chút mèo chó chim thú, về sau lại đi hoàng cung phía bắc Cảnh Sơn bên trên chơi diều. Nhu Lăng chơi đến vui vẻ, thả xong chơi diều còn dắt lấy nhũ mẫu cùng nhau đi nhà hồ điệp, thẩm tích ở bên cạnh thấy tâm tình vô cùng phức tạp. Nha đầu ngốc này, 4 tuổi không đến cứ như vậy tâm sự nặng nề. Kỳ thật hắn mang nàng đến đâu nhi chơi, chỗ nào đều phải phong sơn phong đường, đợi nàng trưởng thành một mình xuất hành cũng là dạng này, dưới gầm trời này có thể làm cho nàng chịu ủy khuất người một cái tay đều đếm ra được liền đem tới phò mã cùng nhà chồng đều không ở trong đám này. Phò mã dám khi dễ công chúa, khi là chán sống rồi đuổi tới tìm ban được chết đâu. Cha con hai cái một mực chơi khi đêm đến, Nhu Lăng lúc này cũng mệt mỏi, thẩm tích ôm nàng ngồi xe ngựa hồi cung, ôm Nhu hỏi nàng. Nhu Lăng A, về sau phụ vương chiếu cố ngươi, có được hay không? Nhu Lăng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt rất là nghi hoặc, phụ vương bây giờ đang ở chiếu cố ta nha. Đúng. Thẩm Tích cười mỉm gật gật đầu, còn nói, "Nhưng phụ vương có ý tứ là về sau phía trước rạch cho ngươi đơn thiết một chỗ viện tử, sát bên phụ vương tẩm điện. Chờ ngươi lớn lên một chút lại để cho ngươi dời hồi hậu trạch, ngươi thấy được hay không?" Nhu Lăng lập tức có chút mộng, nàng minh bạch đây là không cho nàng cùng mẫu phi còn có đệ đệ ở cùng nhau. Vì cái gì? Nàng nhìn qua Thẩm Tích, Thẩm Tích sờ lên trán của nàng. Bởi vì ngươi là trưởng nữ a phụ vương muốn tự mình dạy ngươi. Đem ngươi giáo tốt, để cho các đệ đệ muội muội theo ngươi học. Nha! Nhu Lăng gật gật đầu, đáp ứng coi như sản khoái, vậy được rồi. Cùng Thái Tử Phi tối hôm qua phản ứng gần như giống nhau sản khoái. Thẩm tích tối hôm qua là phẫn nộ, hiện nay thì càng cảm thấy lòng chua xót. Thái Tử Phi là thật không đau Nhu Lăng, chí ít không giống đau A Tế như thế đau Nhu Lăng, nhưng từ ngày xưa ở chung đến xem, Nhu Lăng vẫn là không muốn xa rời mẫu thân, dưới mắt đáp ứng dạng này sảng khoái, hơn phân nữa là bởi vì nàng quá hiểu chuyện, cảm thấy hắn có đạo lý, liền gật đầu. Ngươi mẫu phi cũng sẽ bồi thường cho xem ngươi, không có quá đa phần đừng. Hắn dùng sức ôm lấy nàng, ngươi cũng có thể thường cùng phụ vương đi lục ý các tìm ngươi muội muội chơi. Hắn nói chuyện cái này, Nhu Lăng lại bất an. Thế nhưng là không có người bồi đệ đệ. Thẩm tích yên lặng, làm sao lại không có người bồi đệ đệ? Hắn ấm giọng cho nàng giảng đạo lý, "Chiếu Cố đệ đệ nhiều người đâu, các ngươi cũng vẫn như cũ sẽ thường xuyên gặp mặt, ngươi không cần lo lắng quá mức. Còn nữa ngươi thử tưởng tượng, ngươi cùng đệ đệ ngươi là cùng ngày xuất sinh, nhưng là ngươi tam muội cùng nhị đệ cũng không phải cùng nhau ra đời, ngươi nhìn ngươi tam muội trước đó không ai bồi sao? Không phải cũng thật tốt." Nhu Lăng nghe được có chút mới lạ, suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy phụ vương mà nói cũng rất có đạo lý. Lục ý các, trương tế tài tại tới gần bữa tối lúc chạy đến truyền lời, nói điện hạ đêm nay trễ chút tới, nhưng chính sở di trước dùng bữa. Điện hạ chính tự mình nhìn chầm chầm người ở phía trước cho an hòa công chúa thu thập chỗ ở đâu. Hắn nói, đằng trước, sở di sững sờ, không hiểu chút nào, nhưng công chúa ở tiền trạch rồi. Nhưng ai đi chiếu cố? Điện hạ tự mình chiếu cố trương tế tài bao hàm cười dừng lại còn nói kỳ thật cũng không thể so với điện hạ tự mình vất vả cái gì cung nhân đều chuẩn bị đầy đủ dựa theo công chúa tuổi tròn 10 tuổi có thế sống một mình sau quy chế chuẩn bị từ trên xuống dưới mấy chục người chắc phi ngài yên tâm nhà sở di kéo lấy trường âm chậm rãi điểm điểm vậy được đi trương tế tài nói đúng kỳ thật đừng nói thái tử chính là nàng sinh hài tử về sau đều không có tự mình vất vả cái gì đại đa số thời gian đều có nhũ mẫu mỗi cái hài tử đều có hai nhũ mẫu tại luân phiên nhũ mẫu bận không qua nổi còn có còn mấy cái cung nữ hoạn quan có thể phụ một tay nhưng nàng vẫn có chút ngoài ý muốn ngoài ý muốn tại thẩm tích vậy mà có thế nghĩ đến tự mình đem cái này gánh đam hạ tới nàng nguyên bản hôm nay còn muốn lấy có lẽ có thể đề nghị hắn nhường thư hoàng quý phi cái này nải nải ra mặt đâu suy nghĩ kỹ một chút lại lo lắng cách làm này đồng dạng sẽ để cho nhu lăng nghe được chút có không có nghị luận thí dụ như thái tử không thương nàng mới đem nàng đẩy ra đông cung loại hình này đôi nhu lăng mà nói đoán chừng cùng giao cho liêu thị nghe được tin đồn lực sát thương cũng kém không nhiều hiện nay hắn tự mình đối mặt vấn đề này ngược lại không mất làm một cái biện pháp giải quyết tốt hơn hắn thật đúng là rất có chính mình là cái phụ thân ý thức a sở di thẳng đến sử dụng hết bữa tối đều còn tại cảm thán cái này thẩm tích vào cửa lúc nàng vô ý thức ngẩng đầu hắn liền vừa vặn thấy được nàng một mặt không dừng cảm khái thế nào hắn thoa nhìn cặp mắt của nàng tỏa ánh sáng sở di cười thở khí làm xong thẩm tích gật gật đầu chỗ ở là có sẵn chỉ là để cho người ta mua thêm một ít hài tử phải dùng đồ vật hắn vừa nói vừa ngồi vào giường la hán một bên sở di bưng trà cho hắn hắn nhấp một hớp, lại nói, Thái tử Phi. Ta cảm thấy nhu lăng bên kia là không trông cậy được vào nàng. Ngươi có rảnh mang nhiều nguyệt hằng đi xem một chút nhu lăng đi, cũng nói với vân thị một tiếng, để các nàng tỉ muội nhiều thân cận. Được. Sở di đáp ứng, lúc này để cho người ta mở ngân quỷ, tìm một ít cô nương hẳn sẽ thích đồ chơi cùng đồ trang sức cho nhu lăng đưa đi. Sau đó liền không nói lời gì đẩy thẩm tích đi tắm rửa một thân mùi mồ hôi, hôm nay mang nhu lăng chơi đến rất sảng khoái đúng không? Mặt trăng nhỏ có thế ghen ghét một ngày, ngươi quay đầu chính mình cùng với nàng giảng đạo lý. Ha 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 ha. Thẩm tích cười đi vào bên cạnh gian nhỏ, cấp tốc rửa sạch sẽ lại đổi sạch sẽ ngủ áo. Trở lại phòng ngủ lúc, nhìn thấy mặt trăng nhỏ chính nằm lì ở trên giường cùng sở di chơi xấu. Nàng nghe nói đại tỷ tỷ đi phía trước ở, cảm thấy mới mẻ, cũng nghĩ ở phía trước muốn cái viện tử. Sở di dương mắt nhìn thấy thẩm tích tiến đến, liền thành tâm đùa mặt trăng nhỏ cho hắn nghe. Nghĩ đi phía trước ở, ngươi như thế thích phụ vương A. À. Mặt trăng nhỏ ghé vào nàng trên đùi gật gật đầu. Thích phụ vương. Thẩm tích trong lòng đắc ý. Sở di đi theo còn nói. Thế nhưng là ở đến đằng trước, ngươi liền không thể mỗi ngày đều nhìn thấy mẫu phi nữa nha. Ngươi muốn phụ vương vẫn là mẫu phi mặt trăng nhỏ lập tức chống lên thân. Muốn mẫu phi. Sở di lập tức một bộ bài trừ gạt bỏ cười thần sắc, phần môi còn tràn ra một tiếng phốc. Một loán sau, mặt trăng nhỏ bỗng nhiên bị một cổ ngoại lực hướng bên cạnh ôm đi, nàng dọa đến A thét lên, ánh mắt lại lần nữa định trụ thời điểm, nhìn thấy phụ thân hung thần ác sát mặt gần trong gan tất. Không muốn phụ vương đúng không? Ngươi lặp lại lần nữa. Tác giả có lời muốn nói hôm nay viết thuận, thế là buổi tối thêm cái càng đi. Tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89 89 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cười đùa một trận, mặt trăng nhỏ liền ỉ lại trên giường không chịu đi, nói muốn cùng phụ vương mẫu phi ngủ. Thẩm tích không cho, nói tỷ tỷ tại nhà của ngươi đâu, Ngươi đi cùng tỷ tỷ ngủ a. À. Mặt Trăng nhỏ miết miệng lắc đầu, nói tỷ tỷ đã ngủ, lại không cùng với nàng chơi, nàng rảnh đến không có chuyện làm. Xem ra hôm nay Nhu Lăng là chơi mệt rồi. Sở Di ngón tay gõ gõ mặt Trăng nhỏ cái tráng. Phụ vương mẫu phi cũng không đùa với ngươi, ngươi nhanh đi ngoan ngoãn đi ngủ được không? Mặt Trăng nhỏ không đi, Mặt Trăng nhỏ úp sấp nàng Phụ vương trên thân biểu thị mình tuyệt đối không đi. Cuối cùng hai người đành phải khuất phục. Nhưng tên tiểu nhân này tinh ngủ ở ở giữa. Sau đó thẩm tích cùng sở di thương lượng. Ngày sau ta liền không đến ngươi nơi này dùng cơm trưa a, à, mang theo nhu lăng ở phía trước cùng nhau ăn. Mặt trăng nhỏ đột nhiên hưng phấn đem tứ chi đã trương thành một cái đại hình chữ. Ta cũng đi bồi phụ vương cùng tỷ tỷ ăn. Thẩm tích mặt lạnh thấp mắt. Ngươi không phải không muốn phụ vương sao? Ngươi ngoan ngoãn cùng ngươi mẫu phi ăn mặt trăng nhỏ phồng lên miệng trừng hắn, thẩm tích bên cạnh cười bên cạnh tiếp lấy nói với sở di. Cái khác thời điểm ta cũng sẽ thêm bớt thời gian nhiều bồi bồi nhu lăng, công khóa của nàng ta đồng dạng sẽ thêm hoa chút công phu nhìn chầm chầm. Nghi xuân điện bên kia, thái tử phi là có thể tùy thời xuất nhập tiền trạch, nàng yêu lúc nào đi xem nhu lăng có thể chính mình đi, những người khác, từ ngươi bên này truyền một lời xuống dưới. Liền nói nếu các nàng nguyện ý đi bồi nhu lăng chơi một chút cũng có thể trực tiếp đi qua, không cần lại chuyên đáp lời nhưng không muốn tùy ý phía trước trạch nhiều đi lại đụng vào ngoại thần không ra bộ dáng sở di gật gật đầu thành đồng thời có chút phi diệu cảm giác được hắn giống như vô tình hay cố ý cùng thái tử phi so kè ngươi không sủng nữ nhi của ta vậy ta sủng cho ngươi xem ta không chỉ chính mình sủng ái ta còn muốn hậu trạch phi thiếp nhóm cùng nhau sủng ái nàng cảm thấy hắn hiện tại rất có cái này sức mạnh cái này cũng không có gì không tốt tiểu hài tử nhiều mấy người thích sẽ chỉ càng cao hứng chỉ cần không làm hư thế là được về phần cung đấu thần mã cũng không cần lo lắng phát sinh trên người nhu lăng nhu lăng là nữ hài mà lại là con vợ cả nữ hài đối với hậu trạch mọi người tới nói đã không cần thiết động cũng không động đậy lên như vậy thường nhật nhàm chán đột nhiên có như thế cái đáng yêu xinh đẹp tiểu cô nương có thể để cho mọi người sủng ái chơi mọi người đương nhiên là cùng nhau đãi nàng tốt. Cho dù có như vậy một cái hai cái phạm hồ đồ, Nhu Lăng bên người cung nhân nhóm đoán chừng cũng đều không phải ăn chay. Như thế như vậy, Nhu Lăng sự tình xem như an bài thỏa đáng. Sở di nhẹ nhàng thở ra, cảm khái trẻ con vô tội, Nhu Lăng ngày sau hoàn cảnh lớn lên có thế tốt một chút thật sự là quá tốt. Sau đó nàng lại câm câm. Ân. Ừ. Cái này đặt ở hiện đại đại khái cùng loại với nàng tại thật sự quan tâm trượng phu cùng vợ trước hài tử thôi thôi gây dựng lại gia đình có nhiều lắm không muốn trong lòng mù phức tạp vẫn là tâm lớn một chút nhi sống được tự tại thái tử đối an hòa công chúa hết thảy an bài đều tại sáng sớm hôm sau liền từ trương tế tài tự mình bẩm tiếng nghi xuân điện triệu cẩn nguyệt không nói lời nào nghe xong lại khách khí đưa người đi quay trở lại tẩm điện trong lòng lại bỗng nhiên mê man thái tử đến tột cùng là có ý gì đâu hắn nguyên bản nói là muốn cho nhu lăng tìm dưỡng mẫu bây giờ lại thành do hắn đến mang nhu lăng quả thật hắn cái gọi là nhu lăng là làm đại tỷ cũng là sự thật nhưng nói cái gì đem nàng giáo tốt để cho nàng giáo đệ đệ muội muội không khỏi cũng quá đường hoàng còn nữa như trong đông cung có một đứa bé muốn thái tử đến tay nắm tay đến giáo không phải là a tế cái này trưởng tử a nhi tử hết thảy như thường lại đem nữ nhi đưa đến tiền trạch đi dạy bảo Thái tử đến tột cùng là thế nào nghĩ Mà lại, tiền trạch Vậy thì không phải là nữ quyến nên đi địa phương Nhu lăng ngày ngày đãi ở nơi đó Nhưng ngoại nhân biết còn thể thống gì Về sau còn gã ra ngoài A à? Triệu Cẩn Nguyệt Hải Hùng khiếp vía Nhất thời rất muốn đi cùng thái tử nói dạng này không được Nhưng cuối cùng lại nhìn xuống Nàng chân thực không muốn để cho thái tử đáng ghét hơn nàng hơn một năm nay đến, nàng mỗi ngày đều đang kiên trì nhìn thái tử sẽ nhìn những sách kia, mặc dù có thế xem hiểu không nhiều, nhưng nàng tổng ngóng trong cái này có thể nhường ý nghĩ của nàng cùng hắn tiếp cận một chút. Cho dù hiện tại xem ra tựa hồ không có tác dụng gì, nàng cũng không nghĩ lại đi nhường hắn bất mãn một lần. Hắn muốn làm sao, liền theo hắn tốt. Tháng 3 ngọn nguồn, đã bị thái tử kém ra ngoài làm nửa năm kém tam hoàng tử thẩm huy trở về kinh. Hắn lần này việc phải làm làm được mặc dù gian nan nhưng kết quả không sai, thuận lợi thu hồi thuế so mấy năm trước đều muốn nhiều chút, đoán chừng nhường hùng cứ một phương tôn gia thịt đau một hồi lâu. Thái tử tự nhiên thoải mái khao thưởng hắn, hoàng đế tại triều đình phía trên cũng nhiều có tán dương. Đến tháng 5, hoàng đế lại hạ chỉ phong thẩm huy làm hòa thuận thân vương, trong lúc nhất thời mãn triều xôn xao. Mặc dù dòng họ nhóm tước vị đều là hoàng đế định đoạt, nhưng cho tới nay đại ứng một khi đều chưa từng có cái gì phong phong tử vì thân vương tiền lệ các hoàng tử cơ bản đều là đợi đến huynh đệ của mình kế vị mới có thể riêng phần mình phong vương phụ thân tại vị lúc vẫn đều là hoàng tử tại bên ngoài khai phủ cũng đều xưng mấy hoàng tử phủ là lấy hoàng đế hành động này giống như một thạch rơi xuống nước đột nhiên kích thích ngàn tầng sóng lớn liền liền trong cung hoạn quan cũng nhiều ít đang nghị luận tam hoàng tử làm sao lại đột nhiên phong vương đây việc phải làm làm được tốt lại là hoàng hậu nương nương xuất ra hoàng thượng tự nhiên coi trọng nhưng lại sớm đã có thái tử liền đành phải phong cái vương chứ sao cái kia nếu không có thái tử đâu đại khái không ít người đều đang nghĩ nếu không có thái tử đâu những lời nói bóng gió này cũng không ít truyền đến sở di trong lỗ tai sở di có trách phi thân phận không tốt đối loại sự tình này mắc biết tai ngơ liền người bẩm cho thái tử phi thái tử phi ra một chút phạt mấy cái loạn tước cái lưỡi cung nhân này mới khiến trong đông cung an tỉnh chút sở di lại đem việc này nói cho thẩm tích nghe thẩm tích sau khi nghe xong lại chỉ là cười ta đoán đến quá kinh người đây không phải chú ngươi sao sở di hầm hầm lại nói trữ vị sự tình ai đây không phải đặc biệt lớn sự tình sao bọn hắn làm sao cái gì cũng dám nói không sợ gây đại phiền toái ai cung nhân lắm mồm nha. Hắn nhưng vẫn là một phái nhẹ nhõm, không quản được, các triều đại đổi thay đều là như thế. Đầu đường trên phố lưu truyền giả sử, không biết có bao nhiêu đều là những cung nữ này hoạn quan loạn tước đầu lưỡi nhai ra. Sở di có thể tính bị hắn cái này không bình thường nhẹ nhõm khiến cho nhìn ra một chút mánh khóe, thế nào, việc này có cái gì ẩn tình sao? Cũng không có gì. Hắn cười cười, ông nàng, chỉ là ta rõ ràng hơn sở phụ hoàng ý tứ, tam đệ yêu nhảy lên hạ nhảy liền từ lấy hắn nhảy xuống. Thiên vừa nóng, chúng ta đến trong vườn ở một trận, Du Lăng nói muốn đọc sách đã nói cá chép dành ăn cái dạng gì. Hắn rõ ràng hơn sở phụ hoàng ý tứ. Mặc dù phụ hoàng đột nhiên phong tam đệ kết thân vương nhường hắn cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn biết, đối tam đệ sự tình, phụ hoàng nhưng thật ra là bất mãn càng nhiều. Tam đệ tính tình vẫn là quá lộ liễu chút, tháng ba ngọn nguồn phong quan hồi kinh lúc liền bốn phía diễu võ dương oai văn võ bá quan tán dương chúc hắn một mực chiếu đơn thu hết không mảy may thêm khiêm tốn hắn thật coi những sự tình này phụ hoàng không biết phụ hoàng lúc ấy cùng thẩm tích đánh cờ nhấc lên thẩm huy liền lắc đầu thở dài lão tam ai cho nên mặc dù có những cái kia tin đồn thẩm tích cũng chưa bởi vì vị này tam đệ mà sinh ra quá lo lắng nhiều tâm tương phản tại tam đệ dạng này như mặt trời ban trưa thời điểm, hắn thà rằng càng thêm điệu thấp một chút, cho phép tam đệ trước đem danh tiếng xuất tẩn. Là lấy tháng 6 bên trong, thẩm tích liền tiêu tiêu sái sái mang theo toàn gia ra kinh. Bọn nhỏ theo thường lệ đều mang, thế là thái tử phi cùng vân thi cũng giống như lần trước cùng đi, nhưng sở di rõ ràng cảm giác được, nhu lăng lúc này rõ ràng không giống nhau lắm. Nàng vẫn như cũ rất chiếu cố A Tế, cũng thường xuyên bồi A Tế cùng nhau chơi đùa nhưng càng nhiều thời điểm nàng thích cùng hoa nghi nguyệt hằng hai cái muội muội ở cùng một chỗ thẩm tích cũng xác thực rất phụ trách đến trong vườn trước hết mang nhu lăng đi xem cá chết dành ăn là dạng gì sau đó lại đem bốn đứa bé gọi vào một khối nói có thể để bọn hắn nghỉ ngơi mấy ngày đại khái an bài một phen mấy ngày nay chơi như thế nào ngày mai chúng ta đi chung quanh một chút ngày kia phụ vương mang các ngươi đi cưỡi ngựa lúc nói lời này hắn ngồi xổm ở bốn đứa bé ở giữa ngựa đều cho các ngươi chọn tốt đều rất dịu dàng ngoan ngoãn các ngươi không cần sợ hãi có thế nguyệt hằng nói ta muốn kỵ nhị thập nhất thẩm tích kéo qua nàng nhị thập nhất là ngươi mẫu phi mà lại quá lớn nguyệt hằng lại nói ta không sợ ta liền muốn nhị thập nhất thật thẩm tích hiếp mắt vậy liền không cho ngươi mới ngựa a à. hắn kiểu nói này nguyệt hằng liền không lên tiếng nhị thập nhất mặc dù tốt, có thế nàng vẫn là muốn chính mình ngựa. Về sau thẩm tích liền nghe nói, Nguyệt Hằng cho mình mới được tiểu ngựa đặt tên gọi Tam Thất. Tam Thất nhị thập nhất. Ba tuổi không đến, bản cửu chương biểu đọc được ngược lại lưu loát. Thẩm tích vào phòng liền cười nhạo lấy nói với sở di việc này, xoay mặt xem xét, nhìn thấy thẩm nghi đang ngồi ở trên giường, mở to đôi mắt to miệng cười xem hắn. Hắc, mặt trời nhỏ. Hắn đi qua ngồi xổm bên giường, hai ngày này sạch mang ca ca tỷ tỷ nhóm chơi đều không có quan tâm ngươi. Thế nào, có muốn hay không cha? Hắn vừa nói vừa ngồi vào bên cạnh ôm hắn, Thẩm Nghi cũng chính là vài ngày trước vừa học được ngồi, bị hắn bao quát liền trọng tâm bất ổn, nghiêng lấy ngược lại đến trong ngực hắn, ha 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 không ngừng cười. Liền biết cười, ngươi cái đồ ngốc. Thẩm Tích đem hắn phóng tới đầu gối, đến, gọi cha thẩm nghi bẹp lấy miệng, không chớp mắt nhìn chăm chú lên thẩm tích. Gọi, cha, cha, thẩm tích chậm lại ngữ tốc, nghe một mảnh từ ái. Thẩm nghi nghiêm túc há to miệng. Thẩm tích. Cha, cha, thẩm nghi trịnh trọng kỳ sự phát âm. Nương. Thẩm tích lập tức nhíu mày, ngồi tại giường la hán bên trên sở di ngửa ra sau lấy cười ngược lại, hắn kéo căng lấy khuôn mặt không nhìn nàng cái này không tử tế phản ứng. Gọi cha hắn chọc nhẹ thẩm nghi cái trán tỷ tỷ ngươi sáu tháng thời điểm đã sẽ gọi cha liền ngươi mỗi ngày nhìn chằm chằm nương thẩm tích giáo dục nhi tử cưỡi ngựa trở về liền chạy tới tắm rửa nguyệt hằng vừa vào nhà liền nghe được phụ vương căm giận bất bình bên cạnh cười bên cạnh chạy đến bên giường leo đi lên hướng bên cạnh hắn ngồi xuống sờ sờ đệ đệ cái trán gọi tỷ tỷ thẩm tích cười than thở lời nói thấm thía hắn còn sẽ không đâu tỷ tỷ kêu lên so cha muốn. Khó đọc nhiều, bốn chữ còn chưa nói ra, thẩm nghi gật đầu rõ ràng. Tỷ tỷ. Thẩm tích. Ha 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 Sở di nằm tại giường la hán bên trên cười đáp giữa bụng rung rẩy, ngồi ở trên giường Nguyệt Hằng cũng cười lệch ra quá khứ, không tim không phổi thẩm nghi đi theo mẫu thân cùng tỷ tỷ cùng nhau cười. Thẩm tích nhìn hắn chầm chầm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong đó không nín được phốc phốc ngắn ngủi một chút thoáng qua liền lại đình chỉ ngươi có phải hay không có tình chọc tức ta hắn khóa chặt lông mày cùng sáu tháng lớn tiểu thí hài phân cao thấp làm được một phái lời nói thấm thía ta cho ngươi biết ngươi không muốn ỷ vào chính mình dáng dấp đáng yêu liền vô pháp vô thiên ngươi lại đáng yêu có thể là yêu quá ngươi nương sao thật là sở di không cười bị hắn vẫy tới tương đương ngại ngùng càng làm cho nàng ngượng ngùng là nàng phát hiện Nguyệt Hằng buồn bực tại gối đầu bên trong đang len lén cười bọn hắn. Hỏng hỏng, tiểu nha đầu này, học được nhìn phụ mẫu náo nhiệt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 90 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm nghi tuy nói tổng cộng liền sẽ hai cái nghiêm chỉnh từ, một cái là nương, một cái là tỷ tỷ nhưng Kỳ Thật nói nhiều cực kỳ, cũng không có việc gì không phải y a y a liền là a a a a, liền lúc ăn cơm miệng đều không ngừng. Thẩm Tích từ tự mình mang Nhu Lăng về sau, mặc dù mỗi ngày đồ ăn sáng bữa tối vẫn như cũ cùng Sở Di cùng nhau dùng, nhưng ăn trưa lúc là không có ở đây. Cái này vốn là không có gì, nhưng Thẩm Nghi sẽ gọi nương cùng tỷ tỷ sẽ không gọi cha, liền để Thẩm Tích mài răng. Có phải hay không bởi vì ta buổi trưa không tại? buổi tối lúc ngủ, thẩm tích đầu gối lên hai tay, không phục không cam lòng hỏi. Sở di nằm ở trên gối đầu cười, thẩm tích phối hợp tiếp tục suy nghĩ chuyện này tính nghiêm trọng, tiếp lấy nghiêng đầu sang chỗ khác liền nói với nàng. Không phải ngày mai bắt đầu ta mang nhu lăng cùng nhau tới dùng bữa. Ha 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 ha, ha ngươi có thế dẹp đi đi. Sở di ngẩng đầu, ngươi thật tốt bồi nhu lăng, đừng dắt lấy ta. Không phải thái tử phi biết muốn bao nhiêu tâm nàng một chút đều không muốn tại thái tử phi trước mặt nhiều soát tồn tại cảm cũng thái tử phi như vậy cá biệt xoay người đem nữ nhi từ trước mặt nàng mang mở nàng không đa tâm là bởi vì thẩm tích cho nàng biên thuyết pháp phù hợp nhưng sở di tin tưởng thái tử phi nhất định không cao hứng nàng đi nhu lăng trước mặt nhiều lắc dù là thẩm tích nguyên bản nói là muốn cho nhu lăng thay cái dưỡng mẫu cũng không được việc thẩm tích ngẫm lại cũng thế thái tử phi mặc dù không tính là cái yêu gây chuyện người nhưng duy nhất một lần kiếm chuyện liền là hướng về phía sở di đi hắn tin tưởng thái tử phi đối sở di có địch ý cuối cùng thẩm tích kéo dài thở dài ủy ủy khuất khuất xoay người đem sở di ôm vào trong ngực vẫn là ngươi cùng mặt trăng nhỏ tốt thẩm nghi cái này tiểu tử thối không tim không phổi cùng ta đều không thân ha 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 sở di nằm ở bộ ngực hắn lại là một trận cười Hắn rõ ràng cùng ngươi rất thân được không? Chỉ là sẽ không gọi cha mà thôi, tiếp qua một hồi liền biết. Hôm sau, thẩm tích lại mang bốn đứa bé cùng nhau điên rồi cho tới trưa. Buổi trưa dùng bữa thời điểm bọn nhỏ cắt hồi các nơi, thái tử phi bên kia tới người bẩm lời nói, nói muốn nhường nhu lăng trở về cùng nhau dùng cái thiện. Lúc đó nhu lăng ngay tại buồn trong nghỉ ngơi, lời nói là bẩm cho ngay tại gian ngoài ngồi thẩm tích thẩm tích nghĩ đến ngẫu nhiên trở về dùng cái thiện cũng không có trở ngại nhưng lo cùng nhu lăng cái này cho tới trưa cũng chơi mệt rồi liền không có trực tiếp đáp ứng đạo vào nhà trước hỏi một chút nhu lăng có hay không tinh thần quá khứ kết quả hắn vừa bước qua cánh cửa nhu lăng liền nhào tới bắt lấy hắn tay sau đó nhu lăng thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn nhìn thần thần bí bí lôi kéo hắn lại đi trong phòng đi vài bước ép thanh hỏi hắn phụ vương ta không đi được không thẩm tích tâm tình phức tạp ngồi sổng người xuống sờ sờ trán của nàng ngươi không nghĩ ngươi mẫu phi nhu lăng chần chờ một chút gật đầu nói nghĩ nhưng tiếp lấy liền còn nói có thế ta không muốn cùng mẫu phi cùng nhau ăn cơm ta không thoải mái nàng nói như vậy thẩm tích liền gật đầu đáp ứng về phần tại sao không thoải mái hắn không có hỏi nhiều sợ hỏi tới nhu lăng càng thương tâm nhu lăng cũng xác thực không nghĩ nói thêm mà lại nếu như phụ vương hỏi tới nàng cũng không biết nên nói như thế nào nàng liền là cảm thấy cùng nhau dùng bữa thời điểm mẫu phi tổng không quá để ý nàng nàng thích mẫu phi cũng thích đệ đệ nhưng nàng không thích dùng bữa lúc mẫu phi ánh mắt chỉ rơi vào đệ đệ trên người một người nàng vẫn luôn chỉ có nhũ mẫu chiếu cố phụ vương liền sẽ không dạng này đương nhiên nếu là bọn họ tỉ đệ mấy cái đều tại bàn ăn bên trên phụ vương cũng sẽ không ngoài định mức chiếu cố nàng có thế hắn sẽ đem mỗi người đều chiếu cố đến chuyện này đối với nàng tới nói liền rất vui vẻ nàng còn muốn nói cho nguyệt hằng về sau chờ nhị đệ trưởng thành nàng có thể tới cùng với nàng cùng nhau dùng bữa dạng này coi như sở mẫu phi cố không đến nguyệt hằng nguyệt hằng cũng không cần khó qua ngọc lan uyển bên trong sở di quay đầu phân phó thanh ngọc mấy câu công phu nguyệt hằng múc một ngụm chính mình thích ăn nhất gạch cua đậu hủ liền muốn uy thẩm nghi a à, nàng há mồm không ra thẩm nghi ngoan ngoãn cũng há mồm nhưng khống chế không nổi liền ra tiếng a à, sở di thốt nhiên quay đầu một tay lấy nguyệt hằng trong tay sứ chìa đoạt tới ngươi làm sao muốn cho hắn ăn ăn cái gì nàng cười khiển trách nguyệt hằng mẫu phi có phải hay không đã nói với ngươi đệ đệ còn nhỏ không thể ăn những vật này thế nhưng là đệ đệ tối hôm qua cũng ăn đậu hũ mà nguyệt hằng biểu môi cảm thấy mẫu phi mù quan tâm nàng là phòng bếp nhỏ chuyên môn cho hắn làm đậu hũ bùng. Sở Di nói, đem từ trong tay nàng đoạt tới cái kia một muôi ngã xuống bên cạnh không trong đĩa, ngươi nhìn trong này, có dăm bông, còn có hành thái, cái này hắn hiện tại cũng là ăn không được, xẹt qua cuốn họng sẽ đem hắn kẹp lại. Nha. Nguyệt Hằng hậu tri hậu giác đã hiểu, nhìn xem cái kia một muôi mê người đậu hũ, lại ngó ngó đệ đệ trước mắt cái kia một bát xanh biết xanh biết đồ ăn bùng, cảm giác đệ đệ thật đáng thương càng đáng thương chính là, đối với thẩm nghi tới nói, đến bên miệng một mui gạch cua đậu hũ, bay. Hắn nhìn chầm chầm cái kia một mui chính mình cho tới bây giờ chưa ăn qua đồ vật, hướng sở di đưa tay ra. a à, sở di đành phải sờ sờ đầu của hắn, nói với hắn ngoan a à ngươi không thể ăn, thẩm nghi oa liền khóc. Thật tốt một bữa cơm lập tức lâm vào rối loạn, thẩm nghi như vậy lớn một chút lại không có cách nào nói đạo lý, hắn chỉ biết là tỷ tỷ muốn vì hắn ăn được ăn, nương không cho ăn, cho nên chỉ có thể sở di cái này, kẻ đầu têu, hống hắn mới có tác dụng. Thẩm tích bồi nhu lan cơm nước xong xuôi khi trở về, bên này chiến đấu cũng còn không có kết thúc đâu. Thẩm nghi khóc đến vang động trời, sở di đem hắn đặt ở giường la hán bên trên, chính mình nằm ở bên cạnh khổ cáp cáp hống, Nguyệt Hằng ngồi ở đâu bên cạnh chút vị trí, cũng giúp đỡ hống thẩm nghi, trên mặt mơ hồ đó có thể thấy được như vậy điểm phạm sai lầm ấy nấy về phần bên ngoài bàn kia đồ ăn thì đã nguội nhưng hiển nhiên là còn không có ăn xong liền bị ném vào nơi đó thẩm tích bên cạnh cười vừa đi quá khứ ta nhìn hắn gần đây không thường khóc ai chọc tới hắn rồi sở di nhàn nhạt liếc nguyệt hằng nguyệt hằng cười đùa ôm lấy cánh tay của nàng nhìn qua thẩm tích nói ta không phải cố ý tiểu phôi nha đầu sở di điểm tráng của nàng ngươi lại như thế mù đồ hắn chờ hắn có thế giống như chúng ta ăn cơm, liền tất cả đều giao cho ngươi uy, không nha? Nguyệt Hằng đùa nghịch lên lại, dựa vào đầu vai của nàng, nháy mắt một cái nháy mắt, thanh âm rất ngọt, về sau ta uy trước hỏi trước Mẫu Phi. Sở Di lại điểm nàng cái tráng, ngươi liền không thể dứt khoát không uy. hắn có phòng bếp nhỏ chuyên môn làm ăn. đi. Thẩm Tích cười nhạo lấy hướng Nguyệt Hằng quát, uy trước đó hỏi một chút cũng được. Đến, ngươi cùng nhũ mẫu đi, lại đi ăn vài thứ." Nguyệt Hằng đến cùng coi như ngoan, gật gật đầu liền hạ xuống giường. Thẩm Nghi lúc này cũng khóc mệt, mặc dù cơn giận còn chưa tan, nhưng rất không có cốt khí khóc khóc liền ngáp lên. Thẩm Tích đem hắn ôm cũng giao cho nhũ mẫu mang đi, thẳng ngồi vào sở di bên người dựa vào gối đầu, kéo dài thở một hơi. "Làm sao rồi?" Sở di hỏi hắn, hắn kéo qua nàng cười cười. "Ta liền đột nhiên cảm thấy ngươi sinh con trước đó nghĩ đông nghĩ tây đều là đúng mặc dù rất nhiều người đều trong lúc mang thai suy nghĩ nhiều nhưng ngươi là nghĩ hài tử giáng sinh sau sự tình nghĩ đến nhiều nhất ta còn buồn cười quá ngươi bây giờ suy nghĩ một chút ngươi thật là thông minh nhất là tại thẩm nghi xuất sinh trước đó nàng một lần mười phần lo nghĩ quá lôi kéo hắn hỏi vạn nhất nguyệt hằng không cao hứng làm sao bây giờ vạn nhất nguyệt hằng cảm thấy bọn hắn không yêu nàng làm sao bây giờ sau đó yêu cầu hắn đến lúc đó gấp bội đau nguyệt hằng hắn thoạt đầu đối với cái này không quá nghiêm túc tới ông nàng cười nàng còn tức giận làm cho hắn tranh thủ thời gian bên cạnh hống nàng bên cạnh cam đoan hiện nay xem ra nàng thật sự là tận chức tận trách thẩm nghi vẫn là cái sáu tháng lớn tiểu tử ngốc cũng không muốn nói nhiều nguyệt hằng thật sự là cùng với nàng so với ai đều thân sở di không hiểu hắn đột nhiên tại than thở cái gì truy vấn phía dưới nàng nói với hắn nhu lăng chuyện vừa rồi nói ngắn gọn nhu lăng hiện nay cùng thái tử phi thật sự là không quá thân thẩm tích thở dài không thôi sở di trong vô thức có chút nghĩ bạch liên hoa vì thái tử phi giải thích như vậy hai câu nhưng suy nghĩ kỹ một chút hiện tại quả là sen trắng không nổi tiểu hài tử là không tốt mang nhưng đạo lý kỳ thật cũng chính là ít như vậy đạo lý thế giới quan của bọn hắn là trực tiếp nhất người đối nàng tốt nàng liền cùng ngươi thân ngươi không để cho nàng vui vẻ nàng liền không thích ngươi chứ sao lấy lòng một đứa bé cũng là rất dễ dàng không tính những cái kia sẽ đem hài tử làm hư vật chất lấy lòng phàm là ngươi đối nàng đủ quan tâm nàng cũng sẽ không mặc lạnh lấy không để ý tới ngươi cho nên mặc kệ thái tử phi đến cùng có cái gì cân nhắc nhu lăng cùng với nàng không thân nhất định là chính nàng vấn đề ta chắc chắn sẽ không nhường mặt trăng nhỏ mặt trời nhỏ như thế sở di thần sắc trịnh trọng liền là hai ta về sau không thân cận, cũng không thể để bọn hắn cùng hai ta không thân cận. Thẩm Tích một chút nhíu mày, hai ta vì sao lại không thân cận? Sở Di, ta chính là đánh cái so sánh. Nàng qua qua đạo, nhưng Thẩm Tích lại quan sát nàng một hồi, khoát tay nhường trong phòng cung nhân đều lui ra ngoài. Sở Di bị hắn khiến cho có chút khẩn trương. Làm gì a? À? Hắn đi đến xê dịch đem nàng đổi đến giường la hán ở giữa nhất bên cạnh gần nhất có phải hay không lại có chuyện gì để ngươi trong lòng không nở sở di nhìn qua hắn ngây ngốc chớp mắt không có a à. không đúng hắn nhẹ nhưng cười nhạo đồng thời đem giày cho đạp cũng được trước mấy ngày đều bồi tiếp mấy đứa bé chơi tới hai ngày này bồi bồi ngươi đến nói cho ta một chút đến cùng làm sao vậy ai tại ngươi bên tai nói mò gì sao thật không có a à sở di trong lòng kêu khổ tự nhủ vị đại ca kia ngài sẽ sẽ không quá nhạy cảm ta thật sự là đánh cái so sánh một cái đơn thuần già trẻ không gạt so sánh thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút đi giống như cũng xác thực không phải hoàn toàn không có việc gì nàng tại một số thời khắc vẫn là sẽ cảm thấy quan hệ giữa bọn họ yếu ớt không chịu nổi đương nhiên nếu như cùng ban đầu lúc ấy so khẳng định vẫn là hiện tại nhường nàng an tâm dù sao hiện nay giữa hai người có hai đứa bé, lấy hắn đối hài tử phụ trách cái này sức mạnh, coi như giữa bọn hắn thật ra biến số, hài tử đối với nàng mà nói cũng là một đạo bảo hộ. Nhưng cùng lúc, cũng bởi vì gần đây hài tử sự tình, nàng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy giữa bọn hắn xen lẫn đồ vật nhiều lắm, đứa bé này chỉ từ không phải chính nàng hài tử. Nàng uyển chuyển nói với thẩm tích một chút, thẩm tích hiểu rõ gật gật đầu. Du lăng nha, ta hiểu nói hắn liền cười, ngày đó ta nói không lại đến dùng cơm trưa, ngươi đáp ứng thống khoái như vậy, ta còn kinh ngạc một chút, rõ ràng liền là cái tiểu bình giấm chua, làm sao đột nhiên cứ như vậy hào phóng rồi. Ta đây không phải ghen được không? Ta mới sẽ không cùng ba tuổi tiểu hài ghen. Sở di cao mày, ta chính là. Trong lòng có một chút như vậy khó chịu, cảm thấy trong lòng ngươi còn muốn sắp xếp gọn nhiều người cùng sự tình, nhưng trong lòng ta cơ bản liền tất cả đều là ngươi sự tình ta hiểu ta hiểu ngươi nói như vậy ta hoàn toàn hiểu hắn vỗ đầu vai của nàng cười cười hơi chút trầm ngâm còn nói nên ta đoán lý sự tình ta nhất định phải tự tay xử lý nhưng ta có thể bảo đảm là loại này để ngươi có một chút điểm khác xoay người và sự việc không thể so với hiện tại càng nhiều tác giả có lời muốn nói Tấu chương ngẫu nhiên đưa 40 cái hồng bao trước hai chương còn không có đâm, hai ngày này tấn gian quá rút, bình luận từ phía sau đài đều soát không ra mấy đầu ngày mai có thế khôi phục lời nói cùng nhau đâm rơi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.